Bỏ anh kia đi đừng ăn một tay nè. Thấy cái bị cũng ghét nữa. Đó. Ủa nó chửi nãy giờ ở nhà xin nó có mấy miếng nó chửi nãy giờ ở nhà. Tôi kêu bữa sau đi mua hồng mà mua cái sẵn lột sẵn đây. Giờ ông nhắn tin nó con cắt hết hồng đem mười ba nó chửi nữa. Con nhỏ mới cắt cả hai trái thu hút hết bè cũng được. Nhắn là rồi lời bài. Ăn hỏi cháu á. Có lời nó đi làm đem theo miếng bánh bự à. Nhắc chị. Trời ơi, bộ này đẹp quá à. Má bộ này dễ thương quá. Bộ này tụi trên mạng nó may là không có cái dây ngọc trai này. Còn mình may là có ngọc trai kèm với quần nhung. Lát cái bụng bự trắng trắng. Đẹp sẻn Phú Yên. Thân 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 thân. Đáng không? Trắng rồi mấy chị. Rồi trắng rồi đó. Sẻ không? Má quán ốc đầu đường á. Con ốc đầu đường nãy giờ nó ý kiến quá, nó đòi viết đơn kiện luôn rồi. Chẳng siêu quá. Ốc ngon thì ý ơi à, mình vậy mình vẫn để tình trạng để mọi người có nhắc phàn nàn. Chắc bà con tổ mình viết cái đơn. Ý kiến của em là mọi người tổ nhân số ốc có giữ xe mà là đường cô phải cho mình nói ý kiến này cho mọi người. Nó gửi đơn lên rồi còn ai không thích được. Không thể vấn đề ở đây là ý kiến lên chính quyền cũng như vậy thôi. Ý kiến của em là một người trong tổ dân phố ốc thì có giữ xe ở mặt lề đường của khu phố nha mọi người. Cũng thông cảm với nhiều khi làm gây an tức ở thì thôi bỏ đi, làm người thì nên thông cảm cho nhau đừng có suốt ngày ý kiến nè. À, mọi người chủ quán ốc có góp một phần mình đó mình sẽ thanh năm mình đó. Hay kiến ý kiến tôi bán hàng tiếp. Quán ốc thiện ý bây giờ nè. Cho mình xin Trương Ngọc Ánh Minh cho mình xin giá đôi này kìa mấy đứa ơi. Cho em xin lượt chia sẻ nha. Hình như ngày hôm qua, để tụi em coi thử coi. Đó bao nhiêu ta? Còn mấy này gì ạ? 250. Đồ trẻ tre. Thằng nào? Rồi cho em, để em coi thử hôm nay có thống kê lượt chia sẻ. Mới cho mình chơi như hôm qua là mình chơi mất dạy á mấy chị nha. Nếu mình chơi như hôm qua xin mấy chị chia sẻ để tặng cái túi cuối cùng không vô được thì mình chơi vậy là mình chơi mất dạy. Mà mình chơi nhất mất dạy vậy là mình lợi cho nên mình có thể chơi tiếp nha mấy chị. Đó, bộ này hả chị? 240 chị Thảo. Bộ này bằng nhung nha. Thống kê chia sẻ. Bữa nay vẫn không thống kê chia sẻ được thì làm sao làm thống kê chia sẻ đây ta. Bộ gì vậy? Nó đang miền tùy cái bánh nha. Rồi bữa nay cũng không có thống kê chia sẻ được mấy chị. Cho nên là không có thống kê chia sẻ được. Thì mà bữa nay không thống kê chia sẻ được thì em không thể nào. Mẹ ăn mày còn miếng mày giọng mày nuốt luôn ơi bảy. Chờ nãy giờ nhìn. Nãy giờ nể chồng tao đó chứ không phải nể chồng tao xuyên mày nãy giờ đó bảy. Dạ không có thống kê chia sẻ được. Ủa, tao nói bởi tao nói đẻ con gái nó sướng vậy đó chứ. Nhìn mà sướng vậy. Dạ bộ này mới về nha. Bộ này xinh lắm. Trời ơi bộ đây mua đi chơi đi tiệc là em nói mấy chị bao cưng luôn. Bộ đây bằng nhung nha. Quần cũng bằng nhung ha. Form hơi bị dễ thương. À, hôm nay em có mặc áo vú nha mấy chị cho nên không thấy vú nhung nhú nha. Vừa live stream có bị tối không mấy chị ơi? Comment con đang mặc bộ rêu hả? Dạ. Bé đang mặc bộ rêu. Trời ơi bộ này mấy chị mặc che bụng rất là tốt nên tại nó phùng lên á ha. Mấy anh chị mặc bộ này che bụng tốt lắm nha. Hôm nay em siêu đồ á. Mình có mấy cái bao trắng bự gì không Tây? Có. Chứ mà ai làm Việt Nam xuất khẩu bỏ cái bao. Bộ này có mấy màu vậy? Mấy màu coi. Được không? Bộ này em có hai màu mấy chị. Bộ này em có màu đỏ. Em có màu đỏ nhung nè. Bộ này em có màu đỏ nhung. Và em có đỏ nhung kèm quần đùi. Và em có rêu kèm quần đùi nha mấy chị. Rêu kèm quần đùi. Chị nào chốt đỏ nhung kèm quần đùi chốt lên giúp giùm em. Chị nào chốt rêu quần đùi chốt lên giúp giùm em. Bộ này là 240.000 nha mấy chị nha. 240.000 bộ này. Và bộ này có size từ 60 đến 100kg. Chị nào chốt bộ này chốt lên giúp giùm em. Bộ này 240.000 ha. Có size 60 đến 100kg nha mấy chị nha. Có size 60 đến 100kg. Chị nào chốt bộ này thì chốt lên giúp giùm em nha mấy chị nha.
chốt lên giúp giùm em. Bộ này có là có cái bao là bự bằng bằng đựng hết này không ta? Không. À, có quần đùi nhung không chị? Mình còn cái bao quần đùi nhung hồi bữa mình còn đâu ti? Bao quần đùi nhung. Bao quần nhung mà hồi bữa 150, 160 gì đó. Quần có hàng nút, ba cái nút ở đây nè. Có quần đùi nhung chị Như Ánh Dương, nhưng mà để em coi thử còn size chị Như Ánh Dương không nha. Chị Như Ánh Dương là eo 95, là chị quần chị là size XL. XL mình còn màu nào? Quần này giá như vậy, tây đọc giá rồi. Rồi 150. Quần này nè chị ơi. Quần này nè, màu bò. Quần này 150 nha mấy chị nha, quần nhung 150. Chị nào chốt quần nhung chốt lên giúp giùm em quần nhung. Lấy ghế ngồi đi con. Chị nào chốt quần nhung chốt lên giúp giùm em quần nhung. Quần nhung form chữ A, có hai hộp nút hai bên như thế này ha mấy chị ha. Rồi chị nào muốn chốt quần nhung chốt lên giúp giùm em quần nhung kèm số ký. Quần này có size 60 đến 100 ký, mà hết size nào thì sẽ báo size đó nha. Hết size nào thì em sẽ báo cho mấy chị size đó. Vẫn không thống kê chia sẻ được thì làm sao tặng quà cho mấy chị đây ta. Không có màu đen chị, hết sạch rồi. Hết. Mày đứng mày nói một hồi nữa đi, mày thấy cái cảnh với tao. Hết sạch màu đen rồi nha mấy chị. Hết sạch màu đen. Còn nếu chị mặc màu đen thì không tắt được. Tắt nó không có nút. Bây giờ á mà XL size chị á còn nè, XL size chị còn hình như đúng con cái. Ở cái này 300 kg à. XL. Dạ hết chị, con này là 80 đến 90 kg là hết rồi. Màu đen còn có đúng một con. Dạ thông báo màu đen còn đúng một con nha mấy chị. Màu bò thì còn size L. Màu bò thì còn size L với còn size 2X với cái 3X. Chứ hết rồi, hết đen. Còn chị mà tách quần đen này ra thì tách cho chị hai con thì tính nhiêu? Thì tính cho mấy chị một không tính 120 đâu, tính với chị 130 ha. 150. Ngừng nữa. Trăm rưỡi. Ngừng nữa chứ. Đen phương trên đòn vừa. Cái chọn đách. Đen phương trên đòn vừa 80 đến 90 kg nè. Phương trên đòn mở hàng đi. Rồi. Trời ơi, tao chưa chốt luôn, nó tự bấm máy luôn mấy chị. Cái quần này nếu mà chị Như Ánh Dương lấy thì em tách cho hai con 130.000 con, hai con 260 nha. Đó, còn đúng có cái đen à chị Phương, nhưng mà chị Phương trên đòn biết không? Cái màu bò mặc với con áo thun đen nó rất là đẹp chị. Ha, mặc thử màu bò đi, màu bò mặc với áo thun đen, áo dây đen cực đẹp nha. Đó, má hôm nay em nhỏ giờ từ lúc em bán biết sao. Tôi ngồi nhìn hai ông anh mỗi người chia nửa cái bánh của tôi ăn. Dạ quần tắt nó không có hột nút thôi chị. Nha. Quần tắt nó không có hột nút thôi, nó không có ba hột nút ở đây thôi. Ha. Chị em là ai là báo chân trái là hú là này. Nó có hai màu nha chị Hạnh, màu rêu ông bé đang mặc và màu đỏ em đang mặc ha. Quần này còn size L chị Hạnh nè. Cái form nó cũng vậy chị. Còn không chị đợi may thêm. Em sẽ may thêm ra màu đen, với lại em sẽ may thêm ra một màu nữa là em coi thử may màu gì. Màu đỏ ha, hôm giờ chưa có đỏ. Ăn từ từ coi chị. Nó có dây, nó có nút và dây kéo ha. Nói chung là con này còn không, chị đợi đi chị ơi. Đợi đi. Đợi đi ha. Em một bộ đỏ chị đang mặc rồi. Mở ha. 240 2X cho chị Phương trên đò. Bộ này dễ thương lắm chị, bộ này mặc bao cưng luôn. Bộ này mặc là khỏi còn sợ màu đỏ, càng mặc càng trắng, càng mặc càng dễ thương quá chị. Đó. Ủng hộ mua đồ với mấy chị ơi. Tết nay nhè kê lắm mấy chị. Ủng hộ mua đồ rồi, chứ em thấy Tết này không có tiền gì quê em Tết với mé rồi mấy chị ơi. Đưa về quê xe web gì rồi. Đó không con. Bao hay. Mình chứa mấy cục bao hay gì cho. Đây ngầu hẹn tiền kiếm. Bộ này nó có hai màu mấy chị, màu đen và màu rêu nha. Nhưng mà xinh. Em thấy cái dáng này là mấy chị mặc sẽ không thấy bụng nè. Tại vì á mấy chị biết sao không? Nè, nó là nhung form A. Cho nên khi mấy chị mặc tới chỗ đây nè, bụng em tới 100 lượng ký cho mấy chị. Nè mấy chị thấy không? Không thấy bụng nè. Trời ơi, bao đẹp luôn á. Bao đẹp, bao sang, bao đồng sàng dị mộng nha mấy chị nha. Ai thích đẹp, ai thích sang, ai thích đồng sàng dị mộng thì vô kiếm ý đêm nay nha mấy chị nha. Chơi cho tới số, chơi cho tán tặng lương tâm luôn đi mấy chị. Rồi có là công nhận Bi nó thông minh nên nó rút ra một cái bạc là túng liền. Nhỏ được cái thông minh. Rồi. Còn nghẹn đấy anh từ thôi. Nước rồi chứ. Tôi mở ra. Bộ này mấy chị ơi, con thử bộ này nè con. Ở bộ này đây.
Hôm nay lên hàng Việt Nam xuất khẩu cho mấy chị nha. Cái bao này giờ mình thay bao nhỏ đi đi. Mình thay là cái bao nhỏ, mình lấy cái bao đây để mình đựng hàng Việt Nam xuất khẩu vô nè. À, chị mặc cái áo ngực nào nhìn đẹp vậy? Giờ chẳng lẽ tôi lột lên cho bà coi với Phương Trinh Đòn. Đang mặc áo ngực chống tuột đó chị. Nè, đang mặc áo ngực chống tuột rồi chị đó, thấy vú không? Ôi, chồng em nó lý quá trời luôn bà Phương Trinh Đòn. Mặc áo ngực mà cái form mới về đó. Tí ơi lấy cái form áo. Bán đồ dương bán thân nha. Đây. Lấy cái áo ngực size 42 mới về đi. Có hồn hả? Với lại Ti đem cái bao bộ bi chiều lai ở đây còn đây không? Nè, em có mấy bộ này nè. Nếu không đẹp thì em chờ đúng rồi chị Phương. À em nãy em có nói không phải? Tại vì cái quần này nó mặc với cái bộ này chia cái phom quần cho nên là may cái phom quần đơn giản. Còn cái phom quần mà bán chị 150.000 là nó dây kéo, nó có nút và có hai túi hai bên. Đây là nguyên bộ nè Ngọc Dưỡng. Ngọc Dưỡng nè, gu của Ngọc Dưỡng nè ha. Nè thấy xinh không? Kèm với quần nhung đen nè. Nguyên bộ 240 đẹp không, mà nó có màu đỏ về, nó có màu xanh rêu kìa. Hốt đi. Ba ịt nha, được hai bộ. Hốt nè, đưa cho khách coi cho kéo gì con bi nó im cài bà nó đi. Nè chị Phương Trinh Đòn, nè đang bán nè, mới mẫu này mới về được có qua hang kia à. Mẫu này mới về luôn nha. Lấy hai bộ cho chị Ngọc Dưỡng, gu của chị Dưỡng. Gu của chị bà Huỳnh Hòn nữa nè. Nè lấy con này đi chị, lấy con này đi chị. Chị Phương Trinh Đòn nè, em nói chị cái độ giãn của con này là nó đã đó, nó đã. Tại vì hàng này là lô mới của áo vú chống tuột, cho nên em cho về trước số lượng. Có ý là mấy chị thương ưng thì em sẽ dập cái lô này về, nhưng mà em ưng lắm. Tại em về hàng thử nó đẹp cho nên em ưng em mới dập về. Rồi chốt con này 42 cho chị Phương Trinh Đòn đi. Ủa ba con dám mặc áo vú không chụp mẫu nữa mà giờ dập ra. Ủa ba con dám mặc áo vú không chụp mẫu. Áo vú không chụp mẫu nữa mà giờ dập vú ra coi xíu. Đúng rồi, đúng chính xác. Hôm qua là tao nói mày nghe thằng Diệp kêu Singapore nó tán tao. Nó vô nó kêu em đẹp lắm, tao kêu hốt tao đi về ăn từ từ. Xong cái nó comment bên bài kia nữa, em đẹp lắm, tao kêu hốt đi anh mà. Đủ má tối nó hốt thiệt mày, nó nhắn tin chào em. Này có size 60 đến 100kg chị Phụng Chức, nhưng mà xinh lắm. Thực sự là không thấy bụng nha mấy chị nha. Thực sự là không thấy bụng mà bụng em 100. Đây mấy chị, coi cái bụng cái này nè đó. Coi cái này nè, hả thấy chưa? Mà không thấy bụng nha mấy chị nha. Trời ơi không thấy bụng luôn. Đó cho nên mấy chị không, nó có hai màu. Màu nè, màu rêu con bé nó đang mặc. Ủa, nó thay bộ rêu rồi. Ủa mấy Ngọc Dưỡng hả? Ủa Ngọc Dưỡng hai bộ ha, à, 3 ịt. Trời đọc sai hết trơn. Chị Ngọc Dưỡng 3 ịt á. Bộ rêu nè mấy chị, bộ rêu vải đẹp lắm chị Dưỡng nè, bộ rêu nè. Đó, kèm với quần nhung cũng đẹp nha, hơi bị đẹp luôn. Nói chung là hai bộ này xinh lắm. Hai bộ này xinh xắn lắm mấy chị, hai bộ này vải đẹp và xinh xắn lắm. Ba ịt rêu với ba ịt đỏ của Ngọc Dưỡng. Ai uống gì không? Dạ 240.000 một bộ nha mấy chị, 240.000 một bộ rồi, có quần sắt đâu con. Đó. Rồi đây là bộ khuyết nè mấy chị ơi. Bộ rất fine nè. Ha. À, bộ này có size từ cà chua. Bộ này có size từ lấy hai bộ rồi lấy rồi chị. Lấy áo vú chống tuột mới cho chị Kim Tuyến nè bây giờ Ti ơi. Áo vú chống tuột size 40 cho chị Kim Tuyến, áo vú mới 160. Hôm qua em về mấy cái đầm phơm suông của chị Ngọc Dưỡng, phơm suông mà chị thấy em mặc mang với cái ba lô đẹp không? Hôm qua chị lấy đầm đó chưa, đầm đó có 200.000 à. Hả? Em có con đầm đi tiệc hôm qua, đầm dây đầm nào nè, đầm nào mà kêu của chị Ngọc Dưỡng ta. Bi đi về trên ghế nó có cái đầm màu xanh đó, Kim Tuyến nó lấy xuống. Lấy qua coi thử chị Ngọc Dưỡng lấy với cái đầm vàng nữa. Áo vú nếu mà chị lấy size, nếu mà chị lấy size 44 với 46 thì lấy loại cũ cho em. Tại vì loại mới này có tới 42 thôi. Chống tuột mới nó có tới 42 thôi. Còn áo vú form mới này. Gì ạ? Áo vú size 40 của chị Kim Tuyến 160 nè con. Nãy giờ bán được mấy món rồi? Tưởng đâu bán được 10 món rồi mình nghĩ chứ. Một bộ đỏ đang mặc lấy size L cho chị Kim Tuyến đi. Một bộ đỏ đang mặc lấy size L cho chế Kim Tuyến đi. Cái em là ai à? À, chiến tranh vụng cô Vịnh Kosovo đang rất là căng thẳng nha. Chiến tranh trong group cái xóm đây nè. Lấy size L cho con. Cái này 2 ịt à.
Coi thử cái cục nào là. Rồi cục L của chị Kim Tuyến. Ngực 118 hả gái, mặc size 44 đi chị xử lý. Ngực 118 mặc size 44 nha. Bộ đây là bộ rớt vai, là con đi lại cho mọi người coi bộ rớt vai đi con. Hả? Ngực 118 size bao nhiêu, size 44 nha, nhưng mà mặc phân cũ nha. Mặc phân cũ chứ phân mới là tới size 42 à nha, xử lý nha. Mặc 44 thôi. Đúng rồi. Ủa lấy gì nữa? Lấy cái đầm vàng cùng trên ghế luôn, tao đọc hai cái cùng lục mà. Đó, chuẩn bị tao chửi nè. Để con mấy chị xếp này là 200 mấy vậy con? 240, 220 vậy? 240 xếp rất vai con, xếp này cưng lắm. Xếp này em nói thiệt với mấy chị cưng xỉu xỉu luôn. À, xếp này vừa cưng vừa dễ thương mà vừa đẹp nữa nha mấy chị. Nè chị gì qua nè. Nè chị Ngọc Dưỡng ơi. Nè chị Ngọc Dưỡng ơi, hốt không chứ? Có 250 mà không hốt để làm chi chị? Không hốt mà để chi chị Ngọc Dưỡng? Đầm này không hốt để làm chi? Nghe. Đó, đầm này để coi thử eo nhiêu nha. Ngực nhiêu chứ. Kiểm tra bill Cuba, anh ơi, kiểm tra bill Cuba để chút nữa em coi cái chuyển khoản của Cuba 120 chưa. Bill Cuba, Cuba chuyển khoản 120 còn bao nhiêu thu nha. Đáng lẽ là chị phải chuyển khoản hết em mới đi hàng á. Chứ chuyển khoản cọc em cũng chả đi đâu, em nói thiệt. Tại vì những cục hàng dội gì mà bắt đầu xả là em không muốn bán, là em nói, đó là em nói thật. Ai buồn chịu à. Chứ giờ em thà bán ngày 10 bill cho nó an toàn cho rồi. Chị Ngọc Dưỡng ơi, sai chị nè. Đầm này 250 đi ăn tiệc mà chứ. Ren ren lưới đẹp lắm ha. Hơi bị đẹp luôn, đầm body. Nè, lùm một cái thử xem. Có đầm suông có, chị gửi cho Cuba, ghi là Cuba rồi chuyển khoản như rồi. Bà nội ơi, lùm cái về ghiền luôn, cho em cái size 44 chống tuột đi. À, lùm cái về ghiền luôn. Dạ chị đặt trước em không nhớ đâu chị ha. Rồi, xử lý lùm cái. Lùm cái đi xử lý. Rồi đầm này 90 đến 100 kg, đầm này 250 nha. Nhưng mà đầm này ở trong nó lót phun lai dông rất là mềm và mịn nha mấy chị nha. Đầm xanh kim tuyến. Chị nào chốt đầm xanh kim tuyến, chốt lên giúp giùm em đầm xanh kim tuyến. Tì ở đang lấy. Nhiều tiền. Nắng chiêu lùng linh nguồn màu. Ờ muốn màu cổ đúng không? 44. 44 của chị sẽ lấy. Dạ không, con ho không đặt trước đâu chị, đừng đặt trước. Có một con bao đầm mà hôm qua 200 ngàn bao đầm phơm suông á. Ở đâu ta? Với lại đưa cái áo bi tới đây luôn. Đưa áo bi lại đây luôn. Cái đầm phơm suông hồi trưa có like á con. Ông đầm phơm suông có màu đỏ. Với lại đưa áo bi ba màu lên đây cho Út ơi. Dạ em lên cho mấy chị mã áo Việt Nam xuất khẩu 140 nha. Á lộn, xin lỗi mấy chị, 120 ngàn. 120 ngàn mã này. 120 ngàn mã áo bi. Áo bi này ý yên 80kg mặc vừa, nhưng mà em sẽ bán cho mấy chị từ 60 đến 75kg thôi. 60 đến 75kg nha mấy chị nha. 60 đến 75kg. Chừng nào có em đặt em về lần 5-70 cái lần, chị không có sợ hết đâu. Đây nè. Đây nè ha mấy chị ha. Xinh lắm nha. Em 80kg mặc vẫn vừa nhưng mà không có bị nắng nóng. Nhưng mà thôi em sẽ bán cho mấy chị tới 75kg thôi. 60 đến 75kg. Chị nào chốt 60 đến 75kg chốt lên giúp giùm em áo bi. Nó làm cái màu đẹp không mấy chị? Nó làm cái form rất là đẹp ha. Rồi áo chấm bi hàng Việt Nam xuất khẩu nè. Rồi nó có một màu nữa là bi đỏ nha mấy chị. Nó có một màu nữa là màu bi đỏ. Chị nào chưa chốt áo này thì tranh thủ nha. Độ co giãn nó bao phê lòi luôn. Dạ độ co giãn nó phê lòi đích lắm mấy chị. Độ co giãn là phê lòi đích. Cho nên chị nào chốt áo bi đỏ thì chốt giùm em bi đỏ. Cưng lắm. Cái con này mấy chị mặc với chân váy quần cũng đẹp ha. Chị Huyền Nguyễn này phải lấy áo vú không ta? Chị Huyền Nguyễn phải lấy áo vú, áo bi 120 của chị Huyền Nguyễn nè. Phải chị Huyền Nguyễn này lấy áo vú không ta ơi? Không, Huyền Nguyễn này Bình Dương. Huyền Nguyễn bán ngày tạ xôi. Huyền Nguyễn này nói chưa? Huyền Nguyễn này lấy ngày tạ xôi nè. Nói gì vậy? Nói cũ Huyền Nguyễn Bình Dương. Phải chị Huyền này, ủa hồi vậy hồi nãy. Vậy hồi nãy chị Huyền bên Facebook là chị Huyền nào ta? Hả? Tuy cho hai cái áo vú, một đen một da size 38 á. Nè Bi ơi, nốt đây chị gửi trong group chung nè. Anh Phước vô nốt giùm em gửi trong group chung á. Áo bi, em có bi đỏ nữa nè chị Hiền ơi. Chị Hiền có lấy bi đỏ thì báo nha, bi đỏ nha. Bi đỏ này cũng 120 ngàn. Và em còn một màu nữa. Ủa có màu đỏ đô không con? Đây nó còn một màu nữa, màu đỏ đô này. Chị Hiền ơi lấy thêm đỏ đô này đi. Đỏ đô này vải cũng đẹp lắm.
Nè, lấy thêm đỏ đô đi chứ ơi. Rồi chị Huệ Phương này chắc giờ xỉn rồi đó. Đi nhận xe hơi rồi đi nhậu giờ xỉn là con này vải đẹp lắm mấy chị ơi. Nè, đỏ đô nè. Chứ rồi chốt đỏ đô chốt lên giúp giùm em 120 nha. 120 60 đến 75 ký. Hai con nè, hai con chị Hiền Nguyễn mới gửi qua đi. 320. Hiền Nguyễn tối làm bill chụp qua. Bả chứ ai. Cái gì? Vô coi hình màu hình nền mới biết bả. Thì chị nãy giờ để nói chị Hiền Bình Dương tạ xôi rồi còn giờ còn bả nữa. Lấy cái đầm này trên kia con cho Văn Nhi. Hoa li ti đen á chứ không hoa li ti đỏ nha. Vậy này chung chung chị không chị này. Bộ áo trắng yếm rớt vai. Rồi áo bi ba màu mấy chị không chốt form rồi em bỏ qua bên nha. Rồi bỏ áo này ra sau đi con. Áo màu áo nổ này không ai chốt nè con. Giờ lên đầm. Lên đầm Việt Nam xuất khẩu nha. Đầm đỏ sau lưng 300 chị Phụng Huỳnh ơi. Có màu đỏ, có màu đen không? À hoa đen đúng rồi hoa đen. Rồi cái chị gì nè, tin nhắn cuối cùng nè mấy đứa. Chốt đầm này 250 cho cái chị về cuối cùng nè. Chị gì đặt hàng hả con biết bây giờ? Coi nha. Dạ bà đầm đỏ khép eo ở sau là 300 chị. Ở đầm đó nó có nhung đỏ và nó có nhung đen. Chị có muốn em mặc thử thì báo em nha. Chị Phụng Huỳnh. Lấy em hai cái áo vú chống thuộc mẫu mới size 38. Hai áo vú chống thuộc mẫu mới size 38 đi ơi. Rồi hôm qua nó có đầm này về nè. Chưa xỉn hả chị? Nè đầm này này mấy đầm này nè chị. Đầm này nè chị gì quên rồi nè. Đầm này nè chị Huệ Phương, đầm này size 100 kg nè chị Huệ Phương thôi. Nhưng mà đầm này chị mang với giày thể thao đẹp lắm. Đầm này mấy chị mặc dễ chịu lắm nha. 80 đến 100 kg cũng vừa chốt giùm em sọc rêu. Sọc rêu 80 đến 100 kg vừa hai cái của Đỗ Quỳnh Như nè con. Hai cái 320 của Đỗ Quỳnh Như. Nè em có một con đen nè mấy chị ơi. Em có một con đen, trời ơi mặc con này mang cái ba lô dễ thương lắm mấy chị. Mặc con này mang với con ba lô là hơi bị đẹp luôn. Mấy chị thấy đơn giản đúng không, nhưng là form lên mấy chị dễ chịu đó. Form lên cực kỳ dễ chịu luôn nha mấy chị. Size này là size của Đỗ Quỳnh Như nè. Size này size Đỗ Quỳnh Như. Đó con hồng ở sau đó con à. Đó con hồng Út mới thấy để một bao đầm hồng ở đâu rồi. Mới thật thì sọc hồng á. Đó. Đó để ra ngoài luôn rồi để đưa xuống ở dưới. Nè con đầm này là size của Đỗ Quỳnh Như nè, dưới 77 kg nè. Đó con đầm phân suông nè, nhưng mà ở bên đây nó có nhúng nè ha, sọc hồng. 200.000 con nha. Con này thì dưới 72 kg. Con này hàng Việt Nam xuất khẩu mà vải co giãn. Con đầm sọc, chị đang chốt đầm sọc dưới 72 kg 220, chốt giùm em đầm sọc dưới 72 kg 220. Đó nó có những cái mẫu như vậy á, chị nào chốt mẫu nào thì chốt giùm em. Còn đầm đây là đầm phơm lớn nè, đầm này size 90 đến 100 kg đầm gáp. Đầm này là hàng Việt Nam xuất khẩu mà hàng này co giãn cực kỳ đẹp ha. Con này size 90 đến 100 kg. Chị nào chốt 90 đến 100 kg chốt giùm em nha. Chốt giùm em 90 đến 100 kg. 90 đến 100 kg nha mấy chị. Rồi em lên cho mấy chị một cái mã đầm 200. Mã này hôm qua thử cái xong để dành luôn nè. Mã này hôm qua thử phát xong để dành. Đó. Em không biết nó là cái vải gì, nhưng mà nó sao ta? Cái vải này nó đẹp lắm, cho mấy chị coi gần cái vải nè. Đó. Em không biết nó là vải gì. Nhưng mà con này mang với giày thể thao bao cưng nha mấy chị. Mang với sụt cũng được mà mang với sandal cũng đẹp ha. Rồi đầm này 200 ngàn. Chốt giùm em là set mẫu đang mặc bao nhiêu. Set mẫu đang mặc 240 chị Thùy Dung. Hồi chiều có gửi hình cho chị coi. Set mẫu đang mặc thì con. Đúng vậy chứ. Chị Thùy Dung coi. Rớt vai á chị Thùy Dung. À rớt vai ha. À, set mẫu đang mặc mà chị 240 nha. Quay ra trước rồi con, nó làm rớt vai đẹp lắm chị. Không có xả xét nha chị. Nó làm rớt vai không trả lời rồi mà. Ta để em bán em tự trả lời cho. Cái đầm này là hàng Việt Nam xuất khẩu nha mấy chị nha. Đầm này là hàng Việt Nam xuất khẩu, đầm 272 kg của Tóc Tiên, vải đẹp lắm nha Tiên nha. Vải rất là đẹp nha. Vải cực kỳ đẹp luôn mấy chị. Vải của con này Tiên về mặt là Tiên sẽ bị ghiền nè. 200 co giãn mà phom đã lắm. 200 của Tóc Tiên. Rồi chị nào chốt mã đó thì chốt lên giúp giùm em nha. Nó có một cái set em có một cái đầm nè. Bộ chị đang mặc 72 kg. Giờ bộ chị đang mặc 72 kg là lấy size gì cho Tóc Tiên đó. XL nha, XL cho Tóc Tiên nha. Chứ lấy size L thì hơi bị căng. À, tại vì nó 60 đến 70 kg là một size. Tóc Tiên cao nhiêu vậy? Tóc Tiên cao nhiêu? 72 kg, cho lên chiều cao đi Tóc Tiên, lấy XL cho Tóc Tiên nha. Chứ tại vì 60 đến 70 kg là một size á. Nếu mà bị mình vô cái
60 đến 70 kg là một size, mà mình vô cái size đó là mình sẽ bị chật. Bây giờ lấy hết mấy bộ đi chùa đưa cho anh, đi xuống phách cho cái kệ từ cầu thang đi xuống á. Lấy hết mấy bộ đi chùa bỏ xuống anh. Phát xuống dưới đó đi để mai mốt có dễ bán thì bán. Mé 62 hả? Thôi giờ chị cứ về chị mặc đi chị Tiên, nếu rộng thì cứ nhắn tin báo yêu điện đổi gửi đổi size cho nha. Đó, em lấy chị XL đó, XL là 70 đến 80 kg nha. Đó, lưu mét 62 luôn rồi sao. Gì vậy Tiên? Ủa hai bao kia là cái gì? Một bao 100 kg, còn bao dưới là đầm ngủ không? Bao dưới đầm ngủ 100 ngàn không? Ừ. Rồi em còn mấy bộ bi nè mấy chị, em có đầm vàng, chị nào mà chờ xả xếp thì đợi em nha. Chị nào chờ xả xếp thì đợi em. Em có một con đầm vàng chỉ 250 ngàn thôi. Không biết chị Huệ Phương vừa không chứ mà đẹp lắm. Chị coi cái hoa nè. Hôm qua em có mấy cái đầm đẹp lắm nè. Đẹp không mấy chị? Trời ơi con này mà 250 mà mấy chị không chốt luôn. Con này còn có 80 đến 90 kg nè. 75 đến 90 kg con này. Mấy chị lưu ý giúp em nha, 75 đến 90 kg con đầm vàng. Chị nào chốt đầm vàng hàng Việt Nam xuất khẩu chốt giùm em 250 ngàn. 250 ngàn đầm vàng hàng Việt Nam xuất khẩu nghe mấy chị nha. Mất quần rồi. Gì vậy? Mất cái gì? Thì cái quần qua mày hốt đi đâu rồi đó. Đưa cái đầm, đưa cái đó để gì vậy? Đưa hết mấy cái đó qua đây hết đây. Bộ đây bộ của tao nè. Này bỏ dưới qua đây chút nữa hốt ba. Rồi cái đây cái đầm này Tiên ơi. Có cái đầm này là đầm gì đi cất này Tiên ơi. Em có một con quần nè. Quần này em 108 là tương đương 95 kg. Nhưng mà mấy chị coi cái quần nhà em nè, cái form nó đẹp lắm. Cái form với cái vải nó đẹp lắm ha. Rồi quần này em 108 tương đương là 90-95 kg. Rồi quần này có con hàng bơm em sale cho mấy chị với giá 100 ngàn. Em sale cho mấy chị với giá 100 ngàn. Rồi con đầm này em bán một lượt nữa không được. À, váy nhung xếp ly em mặc xinh lắm nhé. Có màu đỏ đô phần em. Dễ thương ghê nhưng mình 93 kg rồi. Dễ thương 93 kg. Nếu chị xịn lý thích thì nói em câu yên ơi chốt, nếu về chật thì cho xử lý đổi ok liền nha. Ok chưa? Đó. Nếu thích quá nha. Chứ cái đầm nó chút là nó có một cái đầm mã hoa nâu cũng đẹp. Con này size 60 đến 80 kg nè. Dạ đầm này là tính ra là đầm này form hiếm lắm mấy chị. Nếu đầm này tối nay mấy chị không chốt nữa là ý đem về nhà 250 ngàn. Ha. À, quần 100 ngàn của chị Hà Nguyễn. Á à, quần xin lỗi, quần 100 ngàn của chị bé An. Bộ em đang mặc dễ thương lắm. Bộ em đang mặc chị có bụng bự chị cũng không thấy bụng nha. Nó có màu đỏ đô và màu rêu chị. Nói chung là gu của em là mấy chị ở quần nhung luôn nè. Đó. Giờ bụng chị có bự cỡ nào, bụng này 100 nè. Giờ mấy ông 100 nè, bụng chị có bự cỡ nào nó cũng che được. Chị thu đặng 2X. Tại vì á chị biết sao nó có cái độ thun giãn này nè, cho nên mấy chị cứ thoải mái đi ha. Mấy chị cứ thoải mái, còn không thì ngồi chờ mẫu đầm khác lên thôi. Tại vì nhiều đồ quá mà. Nhiều đồ lắm mấy chị ơi, nhiều đồ lắm nha. Rồi em lên cho mấy chị một con ba lỗ nè. Ồ, cái sớm nó đang bùng nổ. Đây, ba lỗ đây. Chị Hà ơi, đẹp con 100 ngàn nè. Nhưng mà nó là một cái vải gì đó, nó rất là đỉnh, lông chuột nha. Con này mặc với sọt bao đỉnh, con này 70-92-93 kg nè. Chị nào chốt áo ba lỗ lông chuột, chốt lên giúp giùm em có một con thôi 100 ngàn. Hai bao hả? Hai bao vậy sao tuy không phân một màu hai bao hai rồi ghi nhưng mà ghi hai bao nha, bao mã một bao mã hai vô ha. Bộ đang mặc hả Nhi Uyên, 240 dễ thương ha. Cái bộ này tụi trên mạng nó may áo ống nè, thì mình là có dây ngọc trai đó ha. Ok chưa, ba lỗ trong của Tóc Tiên nè. Tóc Tiên còn một cái con màu hồng nữa, ba lỗ của Tóc Tiên. Cái vải này đẹp lắm nha. Em nói với chị là cái vải đi bao đỉnh luôn. Chút nữa em sẽ lôi lên một con màu mã hồng nữa. Mã hồng size bé ha. Hồi sáng em có sale con này 140 nè. Mấy chị coi mã nè. Má hồi nãy em đi sắm đồ tết cho mấy chị gớm không? Dạ em đi shop với mấy shop big size em sắm đồ tết. 1.310.000. Nó không bớt em ngàn nào luôn mấy chị. Nó không có đòi free ship. Em đòi free ship luôn á. Nó chửi quá trời luôn. Áo này nếu mà đẹp thì 60 đến 70 kg nè. Áo này đẹp nè. Ngày mai em đi cái kho ở trên kia là có đi ngang qua cái kho hàng Si, em sẽ đi lấy mắt đồng hồ cho chị Minh luôn. Tại vì ngày mai em hứa cái bao đầm của bà ở trên đó thì ngày mai em đi lấy cái kho đó, em có lấy cho chị Mai em sẽ lấy cái mắt đồng hồ cho chị Minh luôn.
Dạ chị thay cả khói giùm em, bữa nay em kiếm gì em tặng yêu thương chị. Nè mấy chị coi form áo len nè, chị Minh quất cái form áo len này cho em xả 140 hàng bơm nè. Giờ mà ai chòm con Bi là nó lấy cái bánh nó đi giấu rồi, ác nhơn hai thằng ghê bay. Đây nha mấy chị nha. Đây nha, 60 đến 70 kg bao xịn xịn, xả 140. Tương không? Trời ơi, con này là em nói mấy chị form len dệt này bao đẹp luôn. Form len dệt này em nói mấy chị bao đẹp luôn, 140. Đó chị nào chốt 140 chốt giùm em. Chị An bữa còn 150 ở đây em chưa gửi chị nha. Em có một con áo cổ tim mấy chị, áo cổ tim 60 đến 75 kg, 100 ngàn. Nói chung là mấy con áo này hàng Việt Nam xuất khẩu nó hiếm lắm mấy chị, cho nên là những con này mấy chị đừng có đợi em sale nha. Ôi nghe cái sướng, cái đồng hồ vẫn nằm yên chưa. Em đặt cái quần trắng, quên đơn, chị nói dồn đơn, chị gửi rồi. Vậy là đi rồi hả, hả mấy chị? Đi rồi hả, đi rồi. Tuy ơi, cái bao hàng Việt Nam xuất khẩu nằm đâu nè? Hôm qua về một con đầm đi tiệc nè, chị Minh, nghĩ sao đầm đi tiệc gì mà có 300 à? Em nói thiệt, con này có size nhỏ nha. Nè chị Minh coi nè, đầm đi tiệc mà coi vải nè. Chị coi vải đầm gì có 300 mà vải êm lắm nha. Nè mấy chị thấy vải không? Trời ơi. Có, em có một con size của chị Minh và một con size XL nè. Trời ơi. Mấy chị mặc con này là đi tiệc là em nói mấy chị là cờ hòa bình bay phật phơi dưới trời xanh biết xanh, là con này nè mấy chị ha. Nó có một con size size M, size này là mấy chị ơi biết không? Size này là khoảng cỡ dưới 67 kg. Size này dưới 67 kg đầm trắng đi tiệc nha. Đầm nè mấy chị coi dây xích nè, đâu này có 300. Trời ơi coi dây xích nè. Trời ơi con nó sang không mấy chị, mà coi form nè chị Minh. Coi nó may cái form của hàng đầm trắng nè. Mà có 300 ngàn à. Chết trời ơi. Ok, con trắng đi tiệc 300 của bé Minh nè. Nè hôm qua về con này con kiếm size lên cho Út ơi. Con này kiếm size lên, tại vì những cái con ren mềm này bà chị Minh bà thích. Lấy con đầm trắng 300 size 75 kg. 75 kg nãy chị, còn con size nhỏ xíu à. Nè em có một con đầm ren trắng nè, mấy chị biết hàng Việt Nam xuất khẩu mà ren trắng nó mềm mà nó sang lắm. Đây nè mấy chị, ren trắng là 250 ngàn. Ren trắng này nó giống như nó ôm cái eo và nó xề ra chữ A ha. Và con này là, ủa có 58 người coi like hả? Coi thử. Dạ con này có size 60 đến 75 kg. Chị nào lấy size gì thì lấy nha. Con này là BXL nè. Con này được mấy con rồi con? Con này BXL nè. Dạ con này BL, con này size nhỏ hơn nè. Con này size nhỏ hơn nè. Ồ sao nó ít người coi vậy ta, cuối tuần mấy má đi coi Aero hết rồi. Con nó size gì con? Dán lên thôi. Đó, đầm này là có size từ 60 đến 75 hoặc là nhỉnh nhỉnh 2 kg vẫn được nha mấy chị nha. Nhỉnh nhỉnh 2 kg vẫn được nha mấy chị nha. Cho nên chị nào chốt con này thì nào này thì chốt giùm em. Hôm qua em có một con đầm hoa size 60 đến 70 kg con ơi. Một con đầm hoa đen mà út thích cực kỳ luôn á. Thích dữ lắm. Rồi lên tiếp đầm đi tiệc nha mấy chị, đầm này cũng 300. Cho một con nhỏ lấy cái con BL. BL 250. Em lên nha mấy chị, con đầm đi tiệc con này size nhỏ nha, con này size 60 đến 70 kg. Con này 60 đến 70 kg nè, 250 của chị Minh. Trời ơi em nói thiệt, coi vải nè, coi vải đẹp mà đẹp tức luôn á. Vải này không có rớt hộp nha. Nè mấy chị coi ở trong nó làm mút vú nè. Ở trong nó làm hai cái miếng chụp vú nè ha, mà mấy chị coi form đầm nè. Em đưa form đầm lên là ghiền, thấy cổ đổ không? Thấy đầm cổ đổ mà đẹp không chị? Đã đầm cổ đổ đẹp rồi ha. Mà ở dưới nó sẽ cũng đẹp nữa. Nói chung là con này đẹp lắm, 300 đầm đỏ đô. À nó con trắng đi tiệc á hả? À không có lấy con trắng đó. Rồi con trắng đi tiệc lấy size chị rồi. Con size kia chị mặc đâu có vừa. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Lên tiếp cho mấy chị nè. Đầm này size 75 kg, 70 đến 75 kg. Đầm này size 70 đến 75 kg. Cũng là đi tiệc nha mấy chị, nhưng mà 70 đến 75 kg. Mấy chị coi cái form dưới nó may đỉnh đó. Mấy chị về không thích cái tà dài cứ cắt đi. Vậy mà vải co giãn đẹp lắm nha. 70 đến 78 kg cũng vừa ha. Về mấy chị cắt cái lớp bôn ở dưới đi, lấy cái lớp bôn ở trên thôi. Lớp bôn ở trên nó làm cái độ lót nè. Nó làm cái lót với lại cái bôn ở ngoài nó rất là đẹp nha. Đó, nó làm cái vải co giãn mà phơm đã lắm mấy chị. 300. Chị nào chốt con đầm trắng đi tiệc 70 đến 78 kg, 300. Đầu tiên ra cái ngồi cây, đừng có ngồi chống cằm. Đừng ngồi chống cằm để buôn bán. Rồi em lên cho mấy chị một cái con đầm yếm vàng nè. Đầm này 250. Xinh không mấy chị, coi mẫu xinh không? Dạ nhưng mà mấy chị biết sao không? 60 đến 70 kg là hết mát rồi. 60 đến 70 kg hết mát mà nó làm cái hoa đẹp không? Trời ơi em mê cái con này lắm. Ước gì mà nó, em nói chị, ước gì mà nó size lớn lớn một chút. Với lại cái con hoa này nó lên rất là đẹp mấy chị ha.
60-70kg đầm yếm vàng 250. 250 ngàn đầm yếm vàng nha. 250 ngàn đầm yếm vàng. Đảo đô bao nhiêu ký sai chị luôn á, 60-70kg để tính độ co giãn. Con đầm này mất cái áo khoác rồi nè. Đầm này hiện giờ đang mất cái áo khoác nha. Này phải không? Không phải. Rồi em lên nha mấy chị, con đầm size lớn có áo khoác nha. Dạ con này size 2X nè. Đỏ đô đẹp lắm nha chị. Đỏ đô nó may cái kim tuyến với cái form đẹp gớm. Đẹp tàn canh giá lạnh luôn chị. Nói chung là cái form đó chị mặc vô là body trong người chắc chắn luôn. Nè em lên cái đầm size lớn cho chị Huệ Phương mặc đi mua xe hơi lần nữa nè. Nhưng mà form này form dài nha. Form này form dài kèm áo khoác bên ngoài nha mấy chị, chết mẹ trời ơi. Đây nè mấy chị coi vải này có co giãn nha. Con này size 2. Dạ con này giờ em đo ngực nha. Con này đo ngực cho mấy chị nha. Dạ ok, đợi em chút xíu. Cho mượn lại con đầm đỏ bên nó đi con. Đợi em chút xíu nha. Mấy chị ứng gì nói em lên nha. Dạ con này là 90-100kg là bình thường luôn mấy chị. Con này 90-100kg mà con này có 250 thôi nha mấy chị. Mấy chị về không thích mấy chị cắt lên tới dưới đầu gối một tí xíu, kèm với cái áo khoác ngoài nè. Kèm với lại con áo khoác ngoài mà con này có 250 cho chị Huệ Phương. Kèm với con áo khoác ngoài nè. Con này mấy chị họ không thích thì mới về mấy chị cắt lên chút xíu nha. Cắt lên tí ha. Đó. Gọi em bằng má đi. Là đợi là trẻ cái áo khoác nè. Chị nào không thích form dài tới gót chân thì cắt lên tới ống quyển hoặc tới qua đầu gối nha, cột lại. Lấy cái áo khoác cột với cái ấy lại. Rồi em lên đầm đỏ đô cho chị nè. Đó, con đó đúng rồi. Còn một con hoa đen nữa, con hoa đen cổ đắp chéo nữa. Đây nè chị Minh. Ủa, đây là dáng cổ đổ nha chị Minh nha. Đây là dáng cổ đổ, ok chưa? Rồi, em cho chị coi gần cái vải nha. Em cho chị Minh coi gần cái vải nha. Rồi, ok chưa? Ở trong nó có hai miếng mút vú nè. Dễ thương lắm chị, khỏi còn mặc áo vú. Ở sau lưng là dây chéo nha mấy chị. Ở sau lưng là dây chéo giúp em ha. Rồi, áo chế mặt nguyên bộ chị Xuân bỏ ơi. Lấy cho Lý đi yên cái đầm có áo khoác à. Rồi, đầm có áo khoác 250 cùng ở xịn Lý. Đủ má nha. Tho sạc xong mình nén lại được ở dưới cái bẩm một cái là tao cho mày lên trụ điện liền. Vải đó rất là đẹp nha chị xịn Lý. Vải 10 điểm nha. Không có chích mà ở ngoài nó lên rất là đẹp. Về đơn giản lắm. Chị giờ chị cắt tới này nè. Chị giờ chị cắt tới này là dễ thương liền ha. Cái bộ nguyên bộ này em có size nè. Sau lưng nó là dây nha chị nha. Sau lưng nó là dây. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con đầm vôn hoa. Con này size 60. Xinh lắm. Nhưng mà con này size không có lớn, 60. Con này 60-75kg là size không có lớn nha. 60-75kg con đầm hoa xanh 250. Dạ 240.000 bộ chứ ơi. Che bụng cực kỳ tốt nha chị. Che bụng tốt lắm luôn á. Che bụng cực kỳ tốt, tại chỗ đây nó phồng lên nè chị. Nó có màu xanh, nó có màu đỏ kèm với quần nhung đen. Và nó có màu rêu kèm với quần nhung đen luôn ha. Đó, chị thích cái gì thì chị lấy cái đó. Em lên cho mấy chị một con đầm hoa size này, size 60-75kg, phơm đẹp không mấy chị? Trời ơi, phơm với vải bao đẹp luôn á. 250 chốt giùm em đầm hoa vàng. Đầm hoa vàng 250 ngàn. 250 ngàn đầm hoa vàng. Đầm hoa vàng 250 ngàn. 250 ngàn đầm hoa vàng. Hôm qua em có về một lô sơ mi nha mấy chị nha. Một lô đầm sơ mi có size M của chị Minh nữa. Lô đầm sơ mi này là 250 ngàn. Giờ em like xong em bỏ rồi hết, em đóng bao hết. Cho chỗ đây nó rộng rãi. Đầm sơ mi size có size M, size L và size XL. Nó có nhiều hoa lắm mấy chị. Nhưng mà nó là thun la dông hai lớp, có vải có co giãn nha. Con form sơ mi này đẹp lắm. Form sơ mi này mẫu em mặc lên là mấy chị mê liền ha. Rồi con này 250 ngàn đầm sơ mi size M. Còn con này là hoa xanh nè. Đầm sơ mi hoa xanh. Nó ngồi nó ăn mà nó sợ mày gật gù kìa. Thấy nó mất dậy không đó. Ăn chi của nó hai quỷ. Ăn chi của nó vậy bay. Ăn rồi không sợ dễ ra cứt hả bay vậy à. Rồi đây nè mấy chế ơi, đầm này đầm hoa xanh nha, sơ mi hoa xanh. Nói chung là những con này yên cầm trên tay cho nên vải mê lắm. Mấy chị nhắn tên comment với em đi mấy chị. Mấy chị comment với em giùm em đi nha mấy chị. Em lên nha mấy chị, con đầm 250 sale 150 nè. Chưa chị Vương ơi, đợi lên hết cái lô đầm này ở sau lưng để dẹp và chắc phải 500 con á. Dạ em lên nha mấy chị, con đầm size 60-63kg nè. 60-63-64kg sale con này 150 nha. 250 sale 150 đầm công sở, vải co giãn bao đỉnh luôn. Nhưng mà giờ còn một con nó lâu quá rồi, nó 7-8 tháng rồi cho nên sale nha.
Sale con này 150 60 đến nói chung 60 đến 65 ký. Chốt giùm em loan xanh nha. Đầm sơ mi chị không dừa. Đầm sơ mi đó chị không có dừa nha chị nha. Đây 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 cái con này nè. Con này nãy giờ kêu kiếm cho chị Minh nè. 150 của bé Mai, bé Minh Nguyễn. Minh ơi. Nè con này 60 đến 70 ký nè, 60 đến 68 ký hoặc 70 ký nè chị Minh, đẹp không? Nói chung là cái hoa rất là đẹp, cái tay rất là đẹp, cái mẫu rất là đẹp, 250 ngàn cũng đẹp. Ở giữa nó có cái làm bao bụng đẹp không chị? Nói chung là đầm 250, chốt giùm em là đầm tùm lum hoa. Đầm tùm lum hoa 60 đến 70 ký đầm tùm lum hoa. Cái này nở đâu hết. Mày làm được nhẽ dòng họ gái ghê bây giờ. Rồi em lên tiếp cho mấy chị con đầm đi tiệc size. Nó có một con size, 60 đến 65 ký. Đây này là con này là con size S nè. Nè cho chị Minh coi cái vải trước nha. Chàng coi cái vải nó giống như cái vải đầm đỏ. Ở giữa nó có láo một cái đường đường ren bụng nè. Ở giữa có láo một cái đường ren bụng. Con này 60 đến 70 ký và ở dưới có khuyết chân. Con này 300 ngàn đầm yếm. Chị đang chốt đầm yếm 300 ngàn chốt giùm em. Con này là size 60 đến 67 ký nè. Con này size 60 đến 67 ký và còn một đầm nữa. Còn một đầm nữa là size dưới 82 85 ký ha. Chốt giùm em đầm trắng đi tiệc nha mấy chị nha. Hàng này là hàng CK nè. Có không con đầm mà hồi bữa Tây Ngọc Trai con kiếm lên cho Út ơi. Hồi sáng có một cái bill gì của chị gì đó, một con đầm đổ đang qua chị với Ti làm bill của cái chị gì ta, hai chữ quên rồi. Chị đó hồi nãy có nhắn tin nè. Hồi sáng hả đây hôm qua không giang trâu nằm kia hả chị, gì mà có một cái đầm đổi á. Không phải Thương Mai luôn. Chị gì quên. Con kiếm cái đầm hồi bữa Út có con vô. À, cho mẫu mặt thử cái đầm ren trắng. Mẫu mặt thử đầm ren trắng hay con. Chị đó tên gì ta? Chị đó tên gì quên rồi. Em lên cho mấy chị một con đầm sơ cây nha. Một con đầm sơ cây size 16. Con này 85 ký. Trời, nhưng mà con này em nói mấy chị nghe 350 chứ mặt lên cái dáng nó hơi bị đỉnh luôn. Cái con sơ cây này mấy chị nhìn thấy nó sao mẫu đơn giản nhưng mà nó may hay lắm mấy chị. Nó may sau khi mình mặc ra nhìn nó gọn mà nhìn nó sang lắm nè. Tay nè, tay ngọc trai nè. Cái con đầm này em thấy chụp hình nè. Chị nào thích con đầm này, chị nào mà size khoảng cỡ từ 77kg trở lên á mà muốn mặc con đầm này thì kêu Yên ơi gửi cho chị con hình con đầm xanh đen sơ cây. Đây là đầm xanh đen sơ cây nha. Rồi em lên cho mấy chị một con đầm sư tử, đầm sơ cây sư tử mấy chị. Đầm này cũng size 16. Đây là tại vì em bị ngu nè, chứ cái đầm này khách đặt mà em nói em hết nè. Phải bỏ trong cái bao không có để ý hàng á mấy chị. Xin không mấy chị, size này size 77kg đến 83, 84 hoặc 85kg nè mấy chị. Con cái tay của đầm sư tử nó cũng đẹp nè. Nói chung là con đầm này mấy chị lên nó sang lắm. Nó sang không có điểm dừng luôn nha. Không, đầm trắng kia mà con. Đầm trắng đi tiệc á, đầm trắng 300 đi tiệc á. Không phải luôn. Con đầm kia ghê đó kìa. Hả? Này lỡ con mặc cái đầm ren này, con đứng trước đây cho mọi người coi cái đầm ren luôn. Đây đầm ren nè mấy chị. Đầm ren nãy em nói là size 60 đến 75kg mà ren mềm á. Chị nào chốt ren mềm thì chốt lên giúp giùm em ren mềm nha. Rồi thay con này đi con. Con thay con đó được không? Rồi em. Chị đó là một con đầm 250 với một con đầm 250 hay sao á. Cái con đầm mà cổ đắp chéo á kìa. À chị Lan Điệp phải lấy ra. Đọc tin nhắn. Con mà đọc tin nhắn rồi đưa cho bé Thi nó xử lý bill đó, xả cái con sau. Xả cái con màu nâu đi. Xả con màu nâu. Rồi lấy cái con tay ngọc trai Ti vô kiếm, hoặc là Quỳnh vào Quỳnh Quỳnh vô kiếm tay con tay ngọc trai. Rồi em lên nha mấy chị, con đầm size 12 dưới 73 ký nè. Mà mấy chị coi form nè, 250 mà form rất là đẹp nha. Em nói mấy chị là caro 250 mà form cực kỳ đẹp luôn. Con này dưới 73 ký. Chị nào dưới 73 ký thì chốt giùm em con này ha, dưới 73 ký con này. Chị nào chốt đầm caro 250 dưới 73 ký được không vậy? Rồi, bé lên đầm nè mấy chị ơi, bé lên đầm. Coi giúp em nha.
dễ thương không mấy chị? Bao đỉnh, vải đỉnh lắm. Vải vừa đỉnh vừa sang vừa đẹp vừa đồng phèn dị màu. Một cái xanh đen là cái đó, bỏ cái đó, bỏ nó ra với lại lấy cái con xanh đen tay ngọc trai, con này để anh Ti nó lấy nha. Xanh đen tay ngọc trai. Em có một con quần nè mấy chị. Em có một con quần màu hồng rút, con này sale cho mấy chị 80 nè. Con này eo nhiêu? Con này eo 85. Chị nào 60 đến 65 ký hốt con này. Con đứng ở trước nè Thi ơi. Đứng ở trước cho mọi người coi cái dáng với cái vải. Đây mấy chị. Nó đang mặc cái áo thun ở trong mà mấy chị. Vải đẹp lắm mà phơm cực kỳ đẹp. Vải độ co giãn nhiều lắm nha mấy chị nha. Cho nên mấy chị mặc con này nó không có bó, không có, nói chung là không có so khó chịu ha. Quần hồng 80.000 của chị Minh Nguyễn nè. Nói chung con này là mấy chị mặc lên là bao sướng luôn nha. Bao sướng. Hồi nãy em có lên mấy cái áo 120 đầm trắng 72 kg mặc được nha tóc Tiên. Hốt đi Tiên ơi. Hốt đi. Hốt đi chứ lỡ. Còn một con nữa, con mình còn con ở đâu vậy? Con này không được ai tìm, cần đi ăn tìm đi. Con này chắc phải treo lên đó. Còn một con nữa. Rồi con nói khoảng nhiêu ký con? Lấy cái tóc Tiên đầm trắng 72 kg hả? Gì? Tóc Tiên đầm trắng. Để chị kiếm rồi. Kiếm 5-72 kg còn con nữa. Hôm nay tối nay mấy chị nè. Cái con đầm này là coi như hồi bữa giờ khách kiếm quá trời luôn. Con này size 12. Con này dưới 73 kg, chị Tiên lấy con này mới đẹp nè. Em nói thật, cái con này 280, nhưng mà mặc lên em nói mấy chị như con đầm 1 triệu mấy. Nó đẹp cực kỳ. Con này nè. Cái đời nè mà mấy chị thấy em nói là đầm em nó giống như đầm giá triệu mấy không? Không. Nhưng mà con này mấy chị mặc lên phơm đẹp lắm. Dưới 73 kg nè. Mà có co giãn là dưới 73 hoặc 74 kg. Chớ giùm em đầm xanh đen 200, à, đầm xanh đen đầm 280 không? 208 đầm xanh đen. 208 đầm xanh đen nha. Con cởi con đó ra cho Út ơi. Em lên cho mấy chị một con đầm cổ đắp chéo. Đầm cổ đắp chéo này size bé thôi, 60 đến 72 kg thôi nha. Đầm này là đầm cổ đắp chéo 60 đến 73 kg, 74 kg ha. Đầm này khi mấy chị mặc lên cái form tự khắc đẹp mấy chị. Đầm này khi mấy chị mặc lên cái form này nó tự khắc đẹp nha mấy chị nha. Tại vì khi mà cổ đắp chéo lên nó mấy chị mặc rất là gọn. Rồi ở dưới đây cái tài nè, nó làm cái tài đẹp lắm. 60 đến 72, 73 kg đầm đen cổ đắp chéo. Chị nào chốt đầm đen cổ đắp chéo, chốt lên giúp dùm em đầm đen cổ đắp chéo. Lấy con size kia cháu coi. Một con sơ cây. Con sơ cây nào chị? Con là như màu đen và màu hồng. 300, vậy là 300 chị. Em có bị kiểu như bị nhập nhặn giữa cái kho, cho nên giữa cái giá 250, 280 với 300 em bị lộn ngoài. Nếu mà bán đúng giá thì còn lời, nếu bán mà lộn giá chút là nó lời khoảng cỡ 5.000, 10.000 mà chưa đủ phụ ship. 300. Đây đúng rồi nè, ngọc trai của chị đó. Rồi có size lớn hơn không? Em lên cho mấy chị một con đầm ngọc trai nè. Em lên cho mấy chị một con đầm ngọc trai 280.000, mấy chị coi giúp em nha. Đầm tây ngọc trai nè, 280 nha. Đầm này là đầm tây ngọc trai và phơm này là phơm suông chứ không có phải ôm vô người ha. Con này size 12 là dưới 74 kg nè. Con này size 12 là dưới 74 kg đầm này. Dưới 74 kg đầm này nha. Đầm này cũng đầm đi tiệc nè mấy chị. Nhưng mà đầm này size bé. Đầm này 350. Đầm này size bé, đầm này có miếng bút vú đứng ngực lắm nha. Nhưng mà đầm này size bé thôi mấy chị. Đầm này khoảng cỡ dưới 7. Nếu mà đúng của nó là dưới 73 kg. Dưới 73 hoặc 74 tại vì cái độ co giãn nó nhiều. Đó, trong sớm bắt đầu tình lộn rồi đó. Kệ, dùng tới kệ mẹ mày luôn rồi đó. Rồi em lên tiếp cho mấy chị nha. Em lên tiếp cho mấy chị một con đầm xanh rêu của hàng này, hãng của Tahari. Hãng Tahari nha mấy chị, 350.000 con đầm này, size số 10. Con đầm này là của hãng Tahari, đầm này là đầm nhung, nhung rêu. Con đầm này mấy chị coi giùm em cái phơm tay nè. Nó làm cái phơm tay xếp ly rất là đẹp nha mấy chị nha. Nó làm hai lớp và phơm dài. Đầm này dài tới ống Nguyễn, đẹp ha. Trời ơi, con này size số 10 nè. Nhưng mà size số 10 mà của nhung ấy thì nó hơi rộng. Con này dưới 75 kg cũng vừa nha. Trời ơi, chốt con này mà thêm một con cài áo vô nữa mà đi ăn tiệc là em nói mấy chị mê. Tahari đầm nhung 350. Con này nó rộng giống như cái con xếp ly kia, chị có chịu mặc không chị Minh? 350. Con này nó rộng giống như con xếp ly hồi bữa, chị có chịu mặc? Tại vì nó size số 10 ha.
chị có chịu mặc thì chị lấy. Nó còn một màu nữa, kiếm cho Út cái màu này mà đầm đỏ Tahari mà màu đỏ đô á con, dưới này nè con chứ không phải trên đó nữa. Dạ size số 10 á chị. Gì vậy? Size số 10 á chị Minh, em sợ bị rộng đó. Nó giống y chang cái phơm con đầm nhung hồi bữa chị chốt 100ml nước kè. Chị có ưng thì hốt ha. Nó có màu xanh lá với màu đỏ đô. Nó có một cái màu đỏ đô nữa. Đưa áo khoác lên đây con. Đưa áo khoác lên cho Út kia. Má ơi, cái quần hàng Quảng Châu kia nó hết sạch luôn. Chốt con này cho chị Bích Chi Trương đi. Nhiều lúc chị Bích Chi Trương thấy con khùng nào bán hàng như em, ơi đừng lấy. Đây, nè màu nữa nè. Nhiêu ký đó, con này size nhiêu, con này size 12. Con này size 12 là lên được 80kg nha. Trời ơi, con này hàng Tahari á mấy chị, hàng có thương hiệu, nó lên cái phơm đầm nó đẹp lắm. Nó lên cái phơm đầm nó đẹp bà cố luôn. Nè, con này, trời ơi mấy con này là mỗi mẫu nó có 1-2 con cho nên mấy chị ưng là phải chốt liền nè. Mary chịch mệt nè mấy chị, chuẩn bị Mary chịch mệt rồi nha. Xuất sắc chưa? Phơm đẹp không? 350. Phơm đẹp không? Rồi size 12 dưới 80kg. Size 12 dưới 80kg bao vừa, bao xịn sò nha mấy chị. Trời ơi, con này em nói mấy chị, khi mặc đứng lên ngồi xuống nó ra cái dáng sang lắm. Tại vì nó là dài mà dài hơi ôm trong người, mà ở trên này nó là tay xích ly mà tay phồng. Nó làm mấy chị như công chúa vậy đó ha. Cái con đầm này nè. Như Yên cái này là Như Yên mặc bị rộng. Như Yên mặc bị rộng. Rồi tiếp tục nè mấy chị. Đây là màu xanh nè. Màu xanh này size số 10 nè. Màu xanh xếp ly này không biết hồi bữa chị Minh lấy chưa. Màu xanh xếp ly nè. Con này size số 10 nè chị Minh. Ê chị Minh ơi, con này là xanh xếp ly. Con này cũng 350 nha mấy chị nha. Con này cũng 350 nè, xanh xếp ly. Đó, con này là của chị Minh nè. Mà không biết bữa chị Minh có màu này chưa. Nếu chưa có thì hốt, nếu có rồi thì không hốt ha. Dạ đỏ đô em lấy của Như Ánh Dương. Dạ Như Ánh Dương 350 nè. Như Ánh Dương, tại gì vậy? Rồi đưa con size 12 nè. Rồi Như Ánh Dương nè. Dạ chị Hồng Minh Trần, chị Như Ánh Dương nhiêu ký à? Chị Như Ánh Dương size 14. Chị Như Ánh Dương con nó eo 95. Dạ đây, để em đo cái con này thử. Từ từ con. Tại con từ con, đây, Quỳnh. Nè lấy con này cho chị Như Ánh Dương nè, con size số 10 thôi. Tại vì con này size rộng lắm. Đó, em có lưu chị rồi nè, em có lưu ở trong này nè. Rồi chút nữa gửi cái đầm trắng nha, Phúc Văn Châu. Anh ơi, đầm trắng Phúc Văn Châu là gửi bưu thành phố đó. Hình như đổi địa chỉ nha, để chút em báo anh. Em có lưu nè, eo 95, 1m6, 76kg, size 14. Nhưng mà con này chị lấy size 10 thôi. Size 10 cho chị Minh hả? Rồi đưa đổi lại đi con ơi. Nè, đổi lại cho chị Như Ánh Dương nè. Rồi size số 10 cho chị Minh. Dạ con này của chị Hồng Minh Trần, con size lớn nó 80kg hết rồi chị Hồng Minh Trần, lên chiều cao cân nặng đi chị Hồng Minh Trần ơi. Kiếm con đỏ cho Út nữa ơi, kiếm thêm con đỏ cho Út. Con xếp ly này khách lấy rồi nè, tôi treo lên đang thấy có một con xếp ly không? Coi thử con đỏ size gì Ti. Eo 95 đỏ hả, xếp ly xanh size 10 em mặc vừa không? Xanh xếp ly xanh size 10. Cái con em mới đưa xuống 350 chị vừa nha. Nó y chang cái mẫu rồi bữa chị rồi chị lấy, đưa cái con này Ti khỏi đây. Mình về chị lấy 12. Trên đó 12 phải không? Dạ con này số 10 của chị Minh Nguyễn 350 rồi, đưa con 12 xuống. Chị Hồng Minh Trần ơi, chốt giùm Hồng Minh Trần eo 95 đi. Kiếm con Tahari đó thử còn không con? Con Tahari là con Tây Phòng. Nè còn con 12 nè. Con này là size khoảng cỡ dưới 80kg nha. Mấy chế ơi, con này mấy chế mặc đỉnh lắm. Đừng có nói hàng xưởng không là cái đinh gì với tụi này hết trơn á. Hàng đỉnh nó không là cái đinh gì với cái tụi này. Trong khi đó em may hàng, em bán hàng xưởng đúng không? Nhưng mà em vẫn báo luôn. Đây nè mấy chị, thực sự cái hàng Việt Nam xuất khẩu khi mấy chị mặc lên từ cái tay tới cái đường vải, nó là chuẩn châu Âu mà mấy chị. Nó là chuẩn châu Âu cho nên khi mấy chị mặc cái gì lên nó cũng thấy phơm đẹp hết. Con này size 73 nè. 73, 74 đến 80kg. Con xếp ly xanh nè, 350 xếp ly xanh. Có một con xếp ly xanh nha. Áo thun bên chị nhiều lắm mà Quỳnh Như. Áo thun bên chị nhiều lắm. Nhiều lắm luôn. Nhiều lắm, nhiều cực kỳ. Rồi em lên cho mấy chị một con đầm đỏ. Con này size 12 nhưng mà chị nào khoảng cỡ 65-67kg thôi nha. Xanh 75kg cho Huyền Trang Lê. Gì vậy? Nhung xanh 75kg cho Huyền Trang Lê. Chị Huyền Trang Lê, nhung xanh, còn con nhung xanh cuối cùng á con. Rồi 350 của Huyền Trang Lê. Em có để cái đầm đen xếp ly cho chị Huyền Trang Lê nè.
Nếu chị Huyền Trang Lê không thích cứ báo xã nha, tại vì mấy người chờ cái hàng đó lận ha. Vải nhung mà may dáng đầm yếm đẹp lắm, nhưng mà con này mình không may trình của nó được tới xếp ly, mà lấy cái để chị may cái vải nhung rủ mà màu rêu với màu đen để may vải yếm, để may đầm yếm phơm dài ha cho chị em mình mặc, để chị kêu nó may cho. Để chị, nhưng mà mình may xếp ly không được, cái xanh xếp ly đó hàng hiếm thật sự. Là hồi bữa đó em hút hết kho, em hút được 15-16 cái ở trên kho đó, nhưng mà hỏi lại cũng không còn, chị đi hết rồi. Cái đầm này nó ghi size 12 nè, 300 nè, mấy 300 rưỡi nè. Mà mấy chị biết không, nhưng mà khoảng cỡ 67-68 ký thôi. Khoảng cỡ dưới 67-68 ký rồi mấy chị đẹp không? Chớ giùm em đầm đỏ kim tuyến nha. Ủa sao quăng qua cái hàng like rồi vậy? Ủa nãy giờ chưa kiếm được cái đầm ngọc cai tây hả? Chưa. Ngọc cai tây là cái nào? Ngọc cai tây size 12, chưa là kiếm 14-16 ấy. Rồi cho chị Huyền Trang Lê có cái đầm xếp ly đen 250 của chị đẹp lắm chị Huyền Trang Lê. Để bữa nào em cũng may hàng đó, hàng xưởng ra bán. À, rồi em lên cho mấy chị con đầm ren xanh mấy chị. Đầm ren xanh này size bé thôi nha. Đầm ren xanh này nó ghi size 16 thì nó sụt xuống 2 size là nó thành size 14 thôi mấy chị. À, size 14, con này dưới 75kg nè. Cho chị coi. À, con này dưới... con này 70kg là đẹp rồi mấy chị ạ. À, con này form A, con này khoảng cỡ 70kg là sẽ đẹp, hoặc là 72kg thôi nha. Ren xanh này 250 nè, nói chung là 60-72kg thôi nè. Cho chị Huyền Trang Lê có mẫu áo dài nào đơn giản, có mẫu áo dài vôn được không chị, vôn đỏ được không? Em còn cái vôn đỏ em. Ờ, chị Bích Chi Trương có thích mặc áo dài yếm không? Em đi đám cưới em mặc con áo dài yếm trắng lên bà nào cũng khen hết, thiệt. Nè chị Huyền Trang Lê, chị coi form là đã đó. Em nói chị form model mà dễ thương lắm, chị coi nè. Nó làm cái nhúng đẹp không chị? Rất là đẹp luôn chị Huyền Trang Lê. Con này chị không chốt chị, kiểu như chị bị tiếc á. Con này không chốt tiếc dữ á. Có đâu mà yên ơ, hết sạch rồi. Khi mà em đi lấy hàng chị cứ dặn vậy là em sẽ bị nốt vô đầu. Khi mà em đi lấy hàng em thấy là em sẽ để cho chị đầu tiên. Đó nha. Đó, cho nên chị cứ đợi em nha. Đợi em. Rồi lên tiếp cái mã này cho mấy chị nè. Lên tiếp mã này cho mấy chị nè. Dạ cái mã này á, mấy chị coi cái mã này giúp em nè. Mã này nó không có size nha. À, nó có size 12. Size 12 này, nhưng mà chị nào dưới 80kg hút đầu nó cho em. Dưới, ở lộn xin lỗi mấy chị, dưới 77kg hút đầu nó cho em. Con này mấy chị không chốt mới là hối hận nè. Em nói thiệt, tại vì sao? Tại vì những con phối ren nó, khi mấy chị mặc cái phần trên nó làm đẹp lắm. Những cái con phối ren như vậy nè, mấy chị mặc cái phần trên nó phối đẹp lắm. Dưới 77kg cho em nha nè, mấy chị thấy không? Để em mặc vô đàng hoàng, hút trên. Khi mà mấy chị mặc những con phối ren này, nó làm cái phần trên mấy chị xinh lắm nè. Mấy chị thấy sang không? Con này dưới 77kg, chị nào mà 68kg đến 77kg hút với con này. Chốt giùm em xanh ren 300. Xanh ren 300 mà vải co giãn y chang đầm sơ cây nha mấy chị. Nó là vải của con đầm sơ cây luôn, cho nên mấy chị chốt con xanh đen này không bao giờ hối hận. Xanh ren của Huyền Trang Lê 300 nè. Con này khi mấy chị mà kéo cẩn thận nha con. Rồi, lên tiếp. Tahari hả? Ờ, không phải đầm đi tiệc. Dạ đầm đi tiệc nhung 3 xị nha mấy chị nha. À, xin lỗi mấy chị, 2 xị rưỡi. Đầm đi tiệc nhung 2 xị rưỡi, trời ơi chết không? Chết không Đỗ Quỳnh Như? Con này về mày cắt lên tới đầu gối đi. Nhưng mà đừng có cắt, trời ơi coi cái phơm dưới nè. Trời chậm má 250 mà coi cái phơm dưới nè. Chậm má, chậm ba, chậm ông nội đầm gì mà đẹp bà cố nội luôn. Quẹo lửa nha, chỉ có 250 thôi. Em nhớ kho này em bán giá kho đó. Em mua mắt em sẽ bán mắt, mà em mua rẻ em sẽ bán rẻ nha mấy chị. À, em nói rất là rõ luôn. Em mua mắt em bán mắt, em mua rẻ em bán rẻ. Dạ con đầm này eo 86. Con đầm này chị nào mà còn cỡ 66kg trở xuống, 60-66kg hút. Mấy chị ơi, 60-66kg làm ơn có thể hút giùm em mã đầm này được không mấy chị? Coi ở dưới nè. Trời ơi đẹp quá mà có 250 rồi nha. 60-66kg hút cái đầm cánh sơn này cho em. Làm ơn hút liền. Dậy đi em đừng ngủ dây dưa. Để đây chút nữa đi mình cho biết luôn. Dạ tím đi tiệc 250 của bé Minh Nguyễn. Là bé Minh Nguyễn tím đi tiệc 250 nè. 250 tím đi tiệc của bé Minh Nguyễn. Em thích phơm xòe. Em xanh mổ bụng to nên mặc phơm ôm xấu lắm. Hồi nãy giờ em chốt bộ này chưa cô Như? Hồi nãy giờ em chốt bộ này chưa? Bà nội cha bộ này che bụng tốt lắm luôn á Như ơi. Ờ, Đỗ Quỳnh Như. Đây nè.
Trời ơi, xinh lắm luôn. Năm nay có làm mứt dừa không? Cái bộ này ở dưới là quần nhung luôn ha. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Chị nào mà khoảng cỡ 77kg đến 83-84kg hút cái đầm này cho em. Gì vậy? Cái quần này quần của mình bán mà anh may mắn gì? Quần này giờ còn có anh con à, 60 ngàn nè. Nó là quần nịt bụng, em nói mấy chị nghe, nó là quần mặc váy nhưng mà nó có cái phần trên là nịt bụng. Cái quần mặc váy kia 50 ngàn nhưng mà em nói mấy chị nó không bằng con này đâu. Con này 60 nhưng mà giờ còn có con duy nhất à. Còn có con duy nhất à mấy chị. Chị nào chốt phải 60 đến 90kg chốt đi. Còn có con à. Có con à. Nó có màu rêu nữa. Nó có đỏ và nó có rêu đỏ như quần nhung đen. Thôi để em tặng chị cái khác đi, đừng tặng này. Mai mốt mình tết tết em tặng chị luôn tủ 10 triệu được không? Thôi tặng chị mình luôn đi. Ừ vậy đi. Rồi em lên cho mấy chị nè. Định tặng cái tủ 10 triệu đó nha. Tặng cái quần 60 ngàn chi bà nội. Mà tặng luôn đi. Nhớ mày mốt tết không có đòi quà nha. Mà năm nào đâu có năm nào có quà đâu mà đòi. Tại vì tết năm nào em cũng xin nó. Thay vì em đi lên chợ lớn hay là chợ Kim Biên gì đó, em giống như tụi kia em mua son nha mấy chị, hăm mấy ba mấy ngàn về đánh cho nó sưng, cái mở chù dù. Tại vì cái chì nó nhiều á, thì năm nào em cũng xin đó. Em nói mấy chị ơi, thôi mua nguyên năm em xin cái tiền đó đi. Ở mấy chị coi như cho em hon hỉ em đi, để em gom lại em phát đủ 100-200 xuất quà cho người đồng bào miền núi. Cái năm nào em cũng xin gì hết trơn á mấy chị nha. Cho nên là mấy chị cũng trời đụng má đang căng thẳng lắm luôn á bảy. Nè em lên cái đầm này nè mấy chị, 77kg đến 85kg. Trời ơi, em nói mấy chị bao sang nha. Vải này là vải thun lai dông 2 lớp, ở trên này phối ren ha và tay xòe. Em nói mấy chị là form này bao đẹp luôn, bao cực chuẩn luôn ha. Bao chuẩn luôn mấy chị ơi nha. Cho nên chị nào á, là chốt đầm này 77kg đến 85kg hốt nó cho em. Hốt đầm ren nha. Thôi tết má đi từ thiện đi. Năm nào em cũng đi mà chị. Không biết năm nay có đi không. Tại vì em đang có chuyện khó nói mấy chị. Bóc tiền góp không được. Bóc bắt họ. Em bóc bắt họ không được năm nay nha mấy chị. Em có con áo rin nè. Thôi giờ mình quăng tới quăng lui, giờ mình bán cho mấy chị với giá 90 ngàn đi. Trời ơi nói nghe nè, con này về giặt đi ủi lên nha. Con này dưới 85kg giặt đi rồi ủi lên ha. Mặc với quần sọc đen cực kỳ đẹp. Tin em đi, đẹp lắm, bán 90 ngàn. Bán 90 ngàn nha. Em lên tiếp cho mấy chị một con đầm đuôi cá size 14 dưới 77kg. Em lên tiếp cho mấy chị một con đầm đuôi cá size 14 dưới 77kg. Đẹp không mấy chị, sang ha. 300 trầm đầm đuôi cá nha mấy chị nha. 300 đầm đuôi cá. Có chị nào ở đây 100kg không? Thật sự luôn, có chị nào ở đây 100kg không? À xem bộ rêu hoặc kim ngân, ok cho bộ rêu size L Ti ơi. Rồi em, bộ giống như chị đang mặc mà màu rêu. Đầm đuôi cá của Huyền Trang Lê 300 con. Con này eo 101 nè. Con này eo 101 là chị nào khoảng cỡ 95kg hốt con này để dành đi tiệc. Trời ơi có 300 ngàn rồi mà. Chế nào 95kg dễ gì kiếm được con phôm đầm đẹp vậy mấy chế. Không thể nào mấy chế được kiếm được con phôm đầm đẹp như thế này đâu. Nếu về không thích cắt lên tới này. Mé gì hồi nãy mà chốt cái con áo vú nè 93kg nè. Trời ơi nói nghe nè, mai mốt mình có tiền á, mình không bao giờ mình đi kiếm được cái con đầm mà hàng Việt Nam xuất khẩu. Nó may có bút vú và nó may cái điểm, nó may cái đỉnh điểm như thế này, nó may sắc sảo lắm mấy chị ha. Con này là eo 95 nè. Đầm đuôi cá của Huyền Trang Lê đâu à? Rồi 300. Rồi áo rin của chị Thanh Mỹ nè. Bộ rêu muốn ăn đi á. Đâu bộ rêu đâu. Rồi bộ rêu nè, hai chị ơi. Đỗ Quỳnh Như với lại chị Kim Ngân Trương. Trời ơi em mà bắt chước tụi trên mạng em may ra 100 mẫu đầm. Em like TikTok nó sướng hơn thiệt á. Chứ ngồi like mà cứ mỗi mẫu mỗi cái nó cực lắm. Nhưng mà tự nhiên em mê quá mấy chị, em mê mấy cái hàng lộn xộn cho nên á. Nè mẫu rêu nè chị coi rêu đẹp không? Rêu này mặc trắng bóc nha. Em nói mấy chị là rêu này mặc lên trắng như bông bử luôn. Trắng như bông thủ địch luôn mấy chị, thiệt nha. Đầm đen đi tiệc của bé Thảo Huỳnh Huỳnh 300. Út mới quăng cái đùng á. À trên đùi nè. 300. Bi ơi sao mình liếc sao dữ vậy Bi? Đồ chơi đi tìm. Chị thì mê em mà em cũng mê chị nghe. Mê đẻo với sọ luôn đó thiệt. Lấy ra chốt rêu ít lên lời cho Đỗ Quỳnh Như. Mình không có giả tạo được nha chị à. Em chỉ biết cảm ơn mấy chị thôi chứ em chưa mê chị nha. Em có sống giả tạo được.
nếu em giả tạo cho người ta, em kêu cảm ơn chị yêu nha, trời ơi đủ má, anh em mình còn chưa yêu nổi, trời ơi người dân đi yêu cũng yêu được nha. Bộ rêu XL của Đỗ Quỳnh Như đâu rồi? Cái quần này quần nhung nè, may đẹp lắm thiệt đó. Cảm ơn Đỗ Quỳnh Như yêu nha. Cái gì vậy bảy, mày làm gì dữ mà cho nhỏ, thằng nhỏ ra hoài vậy nè, trả cho anh Ti nè. Một chiếc cái ngựa thứ hai. Đó, em quay camera cho anh coi chồng em nha mấy chị. Đó, cái quần kéo lên tới vú luôn đó mấy chị thấy không, cái quần kéo lên tới vú luôn đó, coi đi, trời ơi là trời. Anh ơi vô sớm càng hay chứ không nó đốt nguyên đường luộc của sớm luôn á đó. Đó nhớ. Trời ơi eo 95 là bình thường nha chị. Chị là còn cỡ chưa tới 80kg luôn á. Chị là lấy size em nè. Em eo 100 nè chị. Em eo 98. Nói chung là eo em ngang ngửa eo đứng á. Mà chị thấy không, thấy bụng không? Trong khi đó chị coi bụng em nè. Đó. Thì em là ai? Mấy chị có dúng em không? Cho mấy chị cục nè. Đó. Bóp cho mấy chị cục á. Đó. Đó. Chị có eo có dúng em không? Chị chốt đi. Nhưng mà mặc lên form đẹp không chị? Dễ thương lắm nha. Nói chung là dễ thương đó ha, nói chung là nó tới cái khúc con ớt rồi, địch cụ gặp đúng người rồi đấy, đụ mẹ. Nói con mẹ mày thì sao, mày tuổi lồn gì ý kiến ở đây, đụ mẹ mày thích sống yên thân không hay muốn có chuyện, tao thích cả lò nhây đấy, đụ mẹ mày câm cái mồm lại, địch cụ chúng mày rồi đấy, mày cho tao số nhà đi, ở cùng hẻm này đi kiếm từng đứa cho con cần, vậy hỏi số nhà. Chủ quán nói hả? Đâu có, vợ. Ý là tụi nó cãi qua cãi lại, tại vì cũng có người trong xóm nói là sao ghen ăn thức ở, nói chuyện ngu ghê. À, lấy thêm bộ rêu size L cho chị Kim Tuyến 240, dạ 240 chị Minh. À, cho em xem lại cái đầm, à, xem cái đầm đi chị, xem cái đầm nào chị Phương ơi. Lấy một bộ rêu size L cho bé Kim Tuyến. Rêu size L 240 nha. Nó có màu đỏ và màu rêu nha mấy chị. Nói chung là em thích cái gu này lắm. Chứ một mình em là hai bộ rồi đó. Có nghĩa là ở đầu sớm nó có một cái quán đầu đường tao cách ra 10 cây, nó có cái quán ốc rất là lớn. Nói chung là không có đường đậu xe. Nó đậu xe không có đường vô, nó còn khoảng cỡ nhiêu đây à. Mà không có mướn bảo vệ, mà kiểu như người nhà cái họ không có biết xử lý, với lại người ta ra vô đầu hiểm mà cũng không biết, giống như ở chị xin lỗi không biết vậy, cho nên năm ra là rồi sáng nó rửa ốc thì nước nó chạy lên láng, nước lên tới háng, xong rồi kiểu như góp ý trong khu phố, rồi giờ người này góp ý thì người kia kêu người này là ghen ăn tức ở vậy đó. Giờ tụi nó địch cả lò luôn đó. Cho Nhi Uyên bộ rêu 2 ít đi, bây giờ mà nó địch không kịp đẻ luôn, nó địch quá địch luôn thủy. Bây giờ mình dạ rêu 60kg của chị Ly Lê. Chị Ly Lê cao nhiêu à? Nếu mà cao quá thì em không bán chị, em sợ rộng về chị chê nha. Dạ em lên cho mấy chị một cái. Ê cái con đầm này, ờ không phải. Dạ cái con đầm này nói thật, còn cọng dây không vậy? Dạ con đầm này giờ không có cọng dây thì thôi, yên xe cho mấy chị 180 nha, 250 nha, 250 giờ em xe cho mấy chị 180 được không? Bà nội cha giờ nó địch một cái không kịp đẻ luôn. Như Yên bộ rêu 2 ít. Rồi lấy cho bộ rêu size L cho chị Ly Lê. À, trời ơi cái bộ ngày hôm nay về đã lắm, hai màu lận nè, áo đỏ với lại quần nhung đen, với lại áo rêu với quần nhung đen, hiểu không? Đã 240 à, được chị. Em sợ chị mà 60kg mà 1m67 như em cái mặt nó bị rộng không có đẹp, cho nên em sẽ không bán cái kiểu vậy đó, phải hỏi cho kỹ. Nốt đi Lê giùm. Dạ con đầm này là mấy chị, em nói mấy chị nghe, con đầm này em sale 180, mà 300 sale 180 mất cái cọng dây thôi. Con đầm này là của em Ma Đầm Mai của Treo, một ít là Made in Việt Nam, hàng Việt Nam xuất khẩu đó ha. Nhưng mà con này size lớn nha, đẹp lắm, con này tay phòng nè, vải đẹp lắm, coi giãn nha. Nhưng mà chị nào mà khoảng cỡ 90-95kg, chị nào 90-95kg hãy chốt con đầm 180 này, còn không thì đừng chốt, tại vì hàng sale em không cho đổi trả. Mấy chị lưu ý nha, đây ha, Ly Lê bộ rêu size L. Chị Ly Lê vào cho em xin được chị số điện thoại chị. Dạ. Chị Ly Lê cứ cho inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại, lần sau vô mua là cứ báo số ký em lấy hàng thôi. Con này hàng sale nè ha, hàng sale. Tao miếng chịu kéo bây giờ tự nhiên hệ được biết chưa, ảnh gì sáng giờ. Cho coi bộ rêu của Hồng Mỹ Chi size L.
tới nơi rồi, hung hăng rồi, về đâu anh có. Nó hàng nó nóng mà nó mới bịt anh ơi, tại vì nó là cái người á, hàng tuần đều. Chị Thịnh mới nói chút đó không? Nó nói chuyện rất là đàng hoàng. Tại vì cái chị kêu kêu là viên ăn rất ở rồi, nói này nói kia. Bộ rêu này chị, rêu đẹp lắm, rêu màu đẹp lắm chị. Hổm giờ em chưa về màu rêu mấy chị đúng không? Hôm nay có rêu nè. Tại vì đang góp ý mà nói người ta ganh ăn tức ở thì cũng kỳ. Bộ rêu nè chị. Nói chung hai màu đều đẹp nha. Dạ nói là đi bêu. Nói đi bêu chứ lộn đi bêu gì. Tụi nó ra đuổi bơ. Em lên cho mấy chị một con đầm caro nè. Dạ thông báo 280. Lấy bộ điều. Coi lượt chia sẻ được không? Ê, hôm nay em coi lượt chia sẻ được nha. Thể thao Thanh Y hiện giờ dẫn đầu 13 lượt chia sẻ. Ren Nguyễn 7 lượt, Bích Tủy 5 lượt, Ngọc Thúy 4 lượt, Hạnh Quyên 3 lượt, Tâm Trương 3, Châu Võ 2. Lấy bộ điều. Giờ mấy giờ? Giờ bây giờ 9 giờ kém 15, đúng 9 giờ em sẽ tuyên bố chị nào lượt chia sẻ nhiều để được phần quà nha. 10 giờ kém 15. Lấy bộ rêu XL. Lấy cho chị Hồng Minh Trần. Chị với em eo 100 nè. Lấy hai bộ đỏ với xanh. Hai bộ đỏ với xanh XL cho chị Hồng Minh Trần. Đây là Hồng Minh Trần rồi. Đó là của bé Hồng Mỹ Chi. Em lên cho mấy chị một cái đầm. Đầm hàng Việt Nam xuất khẩu này, đầm này 280 mấy chị. Để bông nhưng mà con này size 60 đến 67, 68 ký thôi. Hai bộ của chị Hồng Minh Trần. Chiều nay mình nhận được đầm dồi lần đầu tiên mua shop nhưng rất vừa và ưng ý. Nhưng mà chị Minh Lê, chị Minh Hiếu Lê mà ngày đợt nào mà mua đồ nhà em không ưng ý thì chị cứ vào chị nhắn tin cho em chứ không sao hết. Nhưng mà nhắn tin riêng cho em nha, ví dụ cái đầm nó bị kích thì chị cứ chụp nguyên cái đầm chị nhắn tin qua cho em đổi sao nha chị nha. Cha coi lại bộ rêu của Ly Lê đi. Lê dưới chân con nè, có bộ rêu nè. Nó giống như bộ em đang mặc vậy chị, nhưng mà nó là màu rêu. Nó có size 60 đến 100 ký nha. Mấy chị đừng có sợ chật nha, tại vì ở sau nó có chung thun nè mấy chị thấy không? Tại vì may cho người mặc mình á, có nhiều chị là lùn, có nhiều chị thấp, có nhiều chị khinh đời không thèm lớn, nói chung nó có ra rất là nhiều tạng người và đủ số eo. Cho nên buộc lòng tụi em may biết size là lúc nào cũng có chung thun ở sau cho để cho mấy chị giãn hết á. Cho nên mấy chị ơi, nó rất là giãn ha, nó đây là giãn củ long dương á mấy chị, là dưỡng long cu là ở lộn đây là nói chung là co giãn. Nói hồi nói gì á quên mất mẹ rồi đó vậy đó. Cái gì mà gà ngáp ngáp vậy chị Huyền Hình, ý chị sao? Anh ơi bill của chị Huyền Hình đừng có gửi nha, tại vì ngày mai mình đi kho đó mình lấy quần nam đi chị Huyền Hình luôn nha. Dạ đầm này thì 60 đến 67 ký thôi nha mấy chị nha, 60 đến 67 ký. Em lên cho mấy chị một con đầm nè, không sale được không? Sale đầm đi được không? Xeo 101 nè. Xeo con đầm thun la dông 101 nè. Con này size của Ý Yên nè mấy chị. Con này size của em. Xin lỗi với mấy chị là con này khi mặc lên cái form rất là đẹp nha. Nói thật sự với mấy chị luôn á nè. Khi mấy chị mặc căng lên nó sẽ như thế này là đẹp không? Rồi con này size từ 75kg đến 85kg. Con này 75 đến 85kg. Chốt giùm em đầm xanh 101 nè. 75 đến 85kg đầm xanh 101 nè. Hàng này đụng đâu sale đó nè mấy chị nha, đừng đợi em nha, đợi hàng sale không bao giờ đợi được em. Chị Hồng Minh Trần ơi, và chị em xin thêm địa chỉ anh chị, hôm bữa chị cũng không cho em địa chỉ á. Dạ thôi bữa chị cũng không cho em địa chỉ mà giờ chị không cho em địa chỉ mà em bán hai bộ đồ. Hai cho 240 bộ, hai bộ 408, em lời có 400 mà. Cho nên chị vào cho em xin địa chỉ số điện thoại nha chị. Bạn vừa ghi xong cái nhảy xuống với em Hiền đó. Em xin lỗi chị Hồng, con này nó bị mở mẻ sặc sừ. Chị mới mua lần đầu mà nó kêu hồi bữa chưa cho địa chỉ số điện thoại, cái em cũng bè theo luôn. Quỷ cái này nè, chứ không phải tại em nha. Dạ em lên một cái con đầm sọc đi tiệc cho mấy chị, là con này xinh lắm nha mấy chị, coi vải nè. Con này 200 ngàn nhưng mà con này size lớn. Con này size phải từ 80 đến 100 kg đầm sọc này. 80 đến 95 kg đầm sọc hoặc là 100 kg nè. Mà đầm sọc này mấy chị mặc form đẹp lắm. Mấy chị mặc cái form như công chúa mấy chị à, như búp bê bằng bông á nha. Đó. Như búp bê bùm bông luôn kìa, công chúa béo béo. Em lên cho mấy chị một con áo khóc nhung.
áo khoác nhung này size rất là nhỏ chị, 60 đến 80 kg thôi, 160.000. Nhưng mà em cũng nói thật sự với mấy chị là chỉ có những con hàng Việt Nam xuất khẩu nó mới may đẹp như thế này thôi mấy chị, mà có 160 à. Cái dây kéo nó kéo một cái rẹt là nó y chang cái dây kéo luôn mấy chị, 60 đến 80 kg. Nhưng mà nhung này mặc rất là êm và mềm và mịn, 160.000, hình như còn 1-2 con, còn 1-2 con thôi ha. Nói chung là đẹp lắm. Mà em nói mấy chị là đẹp là đẹp luôn, mà chui vô mùng giận con đẹp nha mấy chị. Mặc con áo khoác là chiều đi thả diều với người yêu là tao nói sủng dữ, dẹp rồi nha, dẹp rồi lắm. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con đầm xanh đen mấy chị ơi. Lên tiếp cho mấy chị một con đầm xanh đen size 12 khoác nhung của chị Thúy Phan. Này có xếp vết tay dài không? Chị Lâm thì Tuyết Ngân chưa có chị. Em đang ra một lọt chân váy quần với áo, áo giống như áo vest có cổ á. Đó, áo nhung của chị Thúy Phan 160.000. Hôm giờ chưa có xếp vết đẹp nha chị. Đợi em bung hàng nha. Rồi em lên cho mấy chị một con đầm thun lê dông size 12 dưới 73-74 kg nè. Con này 280 nha mấy chị, 280. Làm như giả bộ cho 50 mấy chị ở đây cho mỗi người em lên 100 được không? Cho em có động lực lượt like được không con? Chấm tiền xì đắng. Con đúng như cái đầm nó size nhiêu rồi con? 12 à? 16, con này có size 16 à? Có chị nào ở đây mà 76 kg đến 85 kg không? Chốt con đầm caro đi. Vải đẹp lắm. Con này vải đẹp tuyệt vời. Con này vải đẹp tuyệt vời. Đầm đỏ coi cho em coi mẫu không? Rồi ok, đầm đỏ cho em coi mẫu. Đầm đỏ treo cho em coi mẫu. Con thử cái đầm đỏ đi con. Thử đầm đỏ khuyết eo đi. Rồi miếng nó thử cho chị. Có địa chỉ của chị Hồng chưa? Dạ em có con đầm sơ mi 300 nè mấy chị. Đầm sơ mi 300. Con này nó ghi size 16 kìa mẹ nó mấy chị, 60 đến 70 kg à. Con này 60 đến 70 kg nha. Hồi trưa chị Thanh Mỹ vớt hai con đầm hơi bị đẹp. Đây nè mấy chị, 60 đến 70 kg nè. 60 đến 70 kg nha. Còn Ti xong rồi đi lên soạn hàng đi Ti. Cho 60 đến 70 kg nè, đẹp không? Tao ở 300. 300 đầm cọc mấy chị, 60 đến 70 kg. Em nói với mấy chị hao bị đẹp luôn á. Hao bị đẹp nha. Để tao may mấy con đầm yếm. Chỉ có một cái con đầm đi tiệc đá. Đầm đi tiệc đá Đỗ Huỳnh Như. Tao có con đầm nhung. Hồi bữa con Sưởng nó may cho chị, nhưng mà nó may chị kiểu này nè, cái nó cũng là đầm ống rồi, nhưng mà những cái dây nó chéo ở bên này nè, mà đầm nhung phơm đuôi cá, phơm body ôm xuống để đi tiệc á. Mày thích không? Hay là mày thích không? Mày thích thì chị tặng cho mày con đó. Rồi bên kia im luôn rồi. Trời ơi sao không chửi lộn nữa vậy? Tao kể cho Bích Thủy nghe ta. Con chửi nó héo đúng rồi. Đúng gì? Ngay chữ nãy rồi. Cái này là mấy đứa này ngoài này nó chửi, còn bà trong group bà ngoài kia nó khác. Mày cũng đi dung tay đi nói chuyện gia đình ta mình được cái chủ sốt vậy nhiều chuyện lắm mấy chị. Trời má ơi thiệt, tưởng chỉ lộn sốt nhiều chuyện quá trời luôn, kỳ cục quá. Cái của chị đang chị không có được. Đầm sọp tay sát nắp mặt rộng không yên hả? À em thích mặt phơm xè không? Đầm sọp tay sát nắp mình mặt rộng không? Dạ rộng chị. Dạ rộng. Đây là đầm đỏ nè chị ơi. Đầm đỏ chị ơi, đầm đỏ khuyết eo xinh không? Nó có nhung đỏ và nhung đen nha chị, là mặc XL. Áo khoác nhung nó có một màu đó hả chị? Chị mặc nó hơi rộng tí hả chị? Chị mặc thì nó hơi rộng thấy đưa. Quỳnh Anh con lấy con đầm này ở Úc đo eo rồi. Đầm sọc đó con. Dạ công chúa bông bông. Cô Hồng về xém nhạc xanh môn về cái bèo lăng em nói không? Xém nhạc xanh môn cô Hồng là ai? Con cái đó cái quần á. À, nhiêu ký? Vậy lấy cái size L đi. Dạ cái đầm này á nha chị. Cái đầm này eo nó 100 nè. Cái đầm này eo 100 nè nha chị. Eo 85 mặc mẫu đầm. Eo 85 chị mua cho con chị thì lại lấy size L 60 đến 70 kg. Con này chị Thúy Phan mặc vừa dặn nè. Eo 100 đúng nè, em không tính độ co giãn nha. Eo vô dưa vô là đúng 100 nè. Ha, độ co giãn thì nó mới tới 90 kg nha mấy chị. Chết mẹ bán hổm giờ con này bị lầm rồi. Con này chốt 200 cho chị Thúy Phan nè. Thúy Phan mới in á.
Dạ eo trăm nghe. Eo 85 mẫu mặt có chị à, chị Hồng Minh Tâm mua cho con hả hay mua cho chị? Eo 85 hay eo 95? Con này nó có nhung đen và nhung đỏ mới chơi. Ai chốt đen thì chốt đen, ai chốt đỏ thì chốt đỏ giúp em. Có size L. Đổi cho chị gì đó không? Kêu cái chị hồi chiều giờ chị nói chuyện đó không? Nhẹ Thanh. Nhẹ Thanh hả? Rồi. Kêu Ti nó lấy size L đi, đổi kêu anh Phước gửi đổi luôn đi, đừng có tính xếp. Size L màu đó luôn, màu môn ấy. Màu môn làng á Ti Bi. Con thử cái con đầm đen này cho mấy cô lấy nè. Cái con này nếu có chị Minh lấy được nè. Size 12 nhưng mà bé xíu à. Kéo dùm cho Thi luôn. Kéo giúp Thi cho con. Rồi em lên nha mấy chị, con đầm Mary chịt mệt nha. Con đầm này là đầm Mary chịt mệt nè mấy chị. Con này size 14 là tương đương dưới 77kg nha. Con này size 14 tương đương dưới 77kg đầm này. Đầm này 300 Mary chịt mệt nè mấy chị ơi. Mary chịt mệt 300. Chị nào chốt 300 chốt giùm em. Em lên cho mấy chị một con đầm đi tiệc nha. Con này size bự, có chị nào 100kg không? Nói ngay nè chị Thảo Huỳnh Huỳnh với chị Huệ Phương. Ủa em không hiểu vì sao mà con đầm này hai chị không chốt nữa. Em nói với mấy chị là form hơi bị đỉnh và vải hơi bị mê. Vải rất là mềm, ở trong lót la dông vải mềm êm lắm. Kim tím này không rụng, không rớt ha. Em nói với mấy chị là con này mà chị nào 90-100kg hút nó cho em 300. Nè mấy chị thấy ba con mẫu nhà em nó mặc trong đầm size 12 không? Hơi bị xinh nha. Khoảng cỡ 60 đến 100kg không? Anh Tây ơi, anh Tây ơi. Ừ, không phải cái màu này, cái màu 60 đến 65kg nè. Cái màu này. Cái màu đổi là cái màu môn á, màu cái màu tím nè. Màu môn tím tím size L á. Không phải cái này, cái màu xanh nè. Anh đang coi cái màu này. Cái màu này nè. Cái này size L này. Sao nó đứng cận vậy ta? Cái đá này size L nè. Nãy giờ nó chưa hiểu luôn. Hai con đá size gì vậy? Hai này để lấy cho khách nha. Dạ con này size bé, con này đẹp lắm mấy chị gì? Size L đúng rồi đó. Con này đẹp lắm nha mấy chị nha, con này rất là đẹp luôn. Con này đẹp bá chí bùi chết chó luôn mấy chị. Rồi em lên tiếp cho mấy chị một con đầm hoa đi tiệc. Con này hình như còn size gì ta? Con này còn size số 10 nè. Size số 10 là 60 đến 70kg nè. Minh Hiếu Lê đầm đen kim tuyến là 90 đến 100kg nha chị Minh Hiếu Lê. Con đã để dành đi tiệc chứ sang lắm chị, 300 của Minh Hiếu Lê. Em lên cho mấy chị mã đầm hoa nè. Con này còn mấy size à con? Con này còn mấy size vậy? Con này còn bên kia là gì? Bé hay Dũng? Dạ con này size số 10 là 60 đến 70kg nè. Cái dây này mấy chị cứ cắt ra, ở lộn tháo ra rồi mấy chị về tự quấn vô ha. Rồi con này size số 10 60 đến 70kg đầm công chúa nè. Con này 300. Size mấy con? Size 10 nè. Size 14 nè. Còn size gì nữa? 10 với 14 thôi hả? Nhà dữ hả? Hỏi coi con ai hốt rồi mình. Chị nào lấy đầm này size bao nhiêu ký thì báo em nha. Đầm hoa trắng 300. Hoa trắng 300, đầm này còn ở dưới nhiều lắm. Hoa trắng 300. Chị nào chốt hoa trắng 300 chốt lên em. Để đây chút nữa cho em lại. Hoa trắng 300. Rồi em lên tiếp cho mấy chị một con xanh ngọc đầm công sở. Con này size 12 dưới 73kg. Con này size 12 dưới 73kg đầm công sở xanh ngọc. Đầm này vải co giãn nha. Đầm công sở vải co giãn nhiều nút xanh ngọc size 13 dưới size 12 dưới 73-74kg đầm xanh ngọc. Nè cái con mã này là em yêu cầu mấy chị nên lấy nè. Ngồi đi con ơi. Dạ yeah, công xem chưa về luôn hả? Đầm này em có size 10 nè. Trong tin nhắn luôn. Hỏi thử này không bắt dê hết dê hay rồi đó được không? Ủa Phạm Hiền ơi, Hiền gì hồi nãy chị lại chụp cho em có bill rồi mà. Ủa anh ơi, hồi nãy hai cái áo vú của chị Hiền gì em gửi qua cho anh có phân bill đây anh để vô Hiền Bình Dương luôn vậy? Cái bài mới thì nó gửi đưa rồi Hiền Bình Dương đó. Hiền Bình Dương, chị đọc Hiền Bình Dương không? Cái mà áo á là của Hiền Bình Dương. Con áo là của Hiền Bình Dương hả? Cái mày bị ngáo đá hả Bi? Đây nè. Nãy tao gửi ở đâu quên rồi. Tin nhắn này của Thu Hồi rồi. Cái Huyền Nguyễn này là Huyền Nguyễn Bến Tre nè, là hai cái áo vú nè, là nãy quăng ra nói Bi ơi cái hai cái áo vú là của chị Hiền này nè đó, nốt lại đi. Rồi một hồi làm còn chị Huyền Nguyễn Bình Dương có một trót ô heo mực hèn chị, tao nói thiệt tao đổ nợ cũng vì ba cái quẹt đó, nó quẹt một đường nó quẹt tới bốn đường, bởi tao nói em khổ tâm dễ sợ luôn mấy chị.
Cái đầm này 250, đầm này là về lần thứ 3 nè. Mém chút nữa mày thấy không? Đưa trẻ hai cái áo vú lại cho thằng Ti đi. Để gửi nói rõ gì rồi. Đầm xanh ngọc giá 250, đầm đó chị Tương Anh vỏ vừa. Sọc ngay chân là cái gì? Để em coi. Cái đầm này làm em yêu cầu mấy chị nên lấy nè. Em nói thật lòng luôn á, chưa bao giờ em thấy cái con đầm vôn mà vải đẹp như thế này. Nha mấy chị, nó có size 10. Nói chung là nó có size 60 đến 85, 88 kg là con này nè. Nhưng mà con này mấy chị mặc đi biển đi chơi rồi em nói mấy chị xinh lắm. Thêm một đôi sandal vô nữa cũng là xinh nha mấy chị nha. Thêm một đôi sandal vô nữa cũng là xinh nha mấy chị nha. Đây là cái đầm nâu. Chị nào chốt đầm nâu thì chốt lên giúp giùm em đầm nâu nha mấy chị nha. 250 thì Thương Anh vỏ mà vải co giãn đẹp đó. Đưa con xanh ngọc lên đi con. 250 mà vải đẹp đó. Đầm đẹp nha, đầm đen đẹp nha. Cái con đầm đen đẹp này nè chị. Size dưới 73 kg. Nhưng mà đẹp lắm nha chế nha. Con này form lên cực kỳ đẹp. Con này em có chụp hình rồi mà màu đỏ hay sao á. Em có chụp hình mà màu đỏ. Em lên cho mấy chị một con công sở nè. Con công sở này size 16. Con công sở size 16 nha mấy chị nha. Coi form giùm em. Coi form giúp em ha. Con này tay phòng nè mấy chị. Con này size 16 tay phòng mà tay nó không phải là tay đơn ha. Đây là tay phòng. Ở đây là đầm độ co giãn và ở dưới mấy chị thấy làm đầm đuôi cá không? Con này size 16 nhưng mà con này khoảng cỡ 75 đến 80 kg thôi. Nè, chốt giùm em đầm màu bò 250 rồi đưa con đầm xanh đấy con. Tương Anh vỏ 250 nè con. Em có một con đầm yếm chỉ có 250 thôi. Nha, nhưng mà size 60 đến 67 kg có một con nè mấy chị. 60 đến 67 kg đầm đi tiệc. Chị nào chốt đầm đi tiệc 60 đến 67 hoặc là 65 kg cũng được ha. Thì chốt giùm em đầm yếm đi tiệc nha mấy chị nha. Đầm yếm đi tiệc, chị nào chốt đầm yếm đi tiệc chốt lên giúp giùm em yếm đi tiệc. Yếm đi tiệc nha, con đầm hoa trắng hồi nãy nó có size 10, 10, 12, 14, 16. Hôm nay không có lên áo lẻ, chị lên cái lô đầm này để cho sếp mà nãy giờ em bà đồng trai nãy giờ like quá trời luôn mà chưa đi được phút nào. Em có con đầm này nè chị, gì qua nè chị Diễm Phan, Thúy Phan. Nó có một con à, 250 nè chị. Tay chị với tay em đó. Nó có một con tại vì cái vải nó đẹp lắm nha chị. Vải nó làm thun hai lớp đẹp lắm. Ở dưới nó làm lót von nè. Con này 250 nha. Chú giùm em đầm thổ cẩm 250. Nãy giờ like quá trời luôn, chưa xi nhê gì cái lô đầm sau lưng á. Áo đầm đen tối hôm kia chị chốt gửi chưa Cúc Lê? Mới hôm qua hả chị, phải tối hôm kia. Dạ tối nay gửi nè. Em like xong là tí xíu làm bill gửi á chị. Mấy đứa uống nước hay mấy đứa. Em lên nha mấy chị một con đầm Việt Nam xuất khẩu size 16. Mỗi mùa thu sang mẹ tôi giá thêm một cây. Từ từ lấy trang sưởng. Thầy hàng nó đang về, từ từ lấy cho nó mặc, cho nó thả rong. Em lên cho mấy chị một con đầm yếm Đỗ Quỳnh Như. Em lên cho mấy chị một con đầm yếm Đỗ Quỳnh Như size 16. Đốt sắc không? Size 16 là chị Thúy Pha. 250 ngàn đầm yếm đỏ đẹp ha. Rồi cái màu với cái form nó quá đỉnh luôn mấy chị. Cái màu với cái form nó quá tuyệt vời luôn. Rồi để ngoài kia cho chị tia bây giờ. Để cái đầm yếm ngoài chỗ cái đóng hàng chút nữa đem về của chị rồi chị. Rồi em lên tiếp cho mấy chị một con đầm sọc đỏ nè. Đầm sơ mi. Ủa mấy cái này ở đâu mà sao tự nhiên Úc à. Còn một lô đầm hồi bữa chưa bán. Kệ má ơi, còn lô đầm hồi bữa đem về trước chưa bán đó. Con này size 16 luôn nè chị Thúy Phan ơi. Nè, trời ơi đầm sơ mi nè mấy chị. Trời ơi mình không biết mình có đầm luôn á mấy chị. Mình không biết mình có hàng luôn. Con size 16 nè. 77kg đến 83-84kg. 77kg đến 83-84kg con đầm sọc đỏ này. Đó, bán hàng tới giờ không biết mình có đầm luôn mấy chị. Hầu như không biết luôn ha. Rồi em lên tiếp cho mấy chị con mã đầm này. Lên tiếp cho mấy chị con mã đầm này. Mã này size 14. Size 14 này thì tương đương 12 thôi nha, dưới 72kg, có sợi dây chuyền ở trước. Con này dưới 72kg mấy chị ơi. Đầm hoa dưới 72kg, 73kg. Con này xinh lắm. Con này hơi bị dễ thương và hơi bị xinh nha. Con này vải không co giãn, đầm sọc đỏ của chị Thúy Nguyễn 146. Đầm sọc đỏ, Thúy Nguyễn 146, 250 nè con. Bán nhiều nhiều lên cho ông Quỳnh nó đỡ buồn ngủ mấy chị ơi. Nó buồn ngủ quá, buồn ngủ rồi nha. Mà em đèn mơ văng văng. Em lên cho mấy chị con mông kaki nè. Đẹp lắm, đầm sọc đỏ khách lấy rồi chị Như Ý vỏ.
Em lên cho mấy chị một con áo khoác là đẹp bông lên mông cà ri á. Con này 60 đến 82 kg. Chị nào chốt con áo sọc này thì 180 nha. Chị nào chốt con này thì 180 cho em. Dạ khách lấy rồi như ý vợ ơi. Màu trắng của gì sao vui. Em bán xe cho mấy chị một con đầm đi tiền 140 nè. Gối đầu ngu cô đêm. Chấm chấm lên cho em có động lực em like đi mấy chị ơi. Đèn mà. Em lên cho mấy chị một con khót mông cà ri khót hàng ngày nè. Trời ơi con này là coi như em đạo lắm. Em chắc mình em chắc phải mười mấy con. 60 đến 80 kg đẹp không mấy chị? Mông cà ri. Mấy chị đi đường đi hàng ngày đi tới đi lui đi chợ đi búi đi xuôi đi ngược. Con này đẹp lắm. 180 em cảm ơn chị Lan. Đây 140 ngàn. Ờ có chỉ có em điên điên em đi bán con đầm này. Đầm này size 14 nè. Đầm này hàng CK nè. Đầm này hàng CK nè mấy chị. Em bán cho mấy chị còn con thôi sale 140 đi. Dục tới dục lui. Khót lửng chưa chị Lai? Có ai chốt chưa? Cái khót mà 60 đến 70 kg hả? Nè còn trước mặt nè. Cái khót cổ viền trắng không? Con đầm này mà em đi bán 140 nè mấy chị. Con đầm này mà em đứt dây lên em đi bán sale 140 nè. Đó. Mấy chị có ai con khùng như em không? Đầm này hàng CK nè. Đó. Bị khùng lên bán sale cho 140 mà mặc đi như quẩy đầm nha. Mặc đi nhảy đầm. Con này size dưới 77 kg. Size 14 dưới 77 kg. Size 14 dưới 77 kg nha. Chốt với chị Thì Dung 140 là tặng ai hả chị Dung? Tặng ai hả Dung ơi? Áo khoác này đúng không? Tặng ai hả bé Dung? Áo khoác này đúng không bé Dung? Rồi 140 của bé Dung nè. Nhớ ngày nào tin. Gì vậy? Thắng Nguyên 6 bộ qua lấy chưa? Lấy ra lấy sấy đầm rồi. Cái đầm sơ mi này 60 đến 70 kg nè. Cái đầm sơ mi này sao lộn em lộn nha, đầm sơ mi này không phải. Em xin lỗi mấy chị nha, đầm sơ mi này không phải. Tháng Nguyên là khác nha. Dạ qua mua tới. Qua Nguyễn Thảo Huy 6 bộ, Thảo là 2 bộ, 4 bộ nha. BT ở mày hỏi điều ai? Tháng Nguyên lấy đầm ngủ chưa? Tôi đi mới lộn. Tháng Nguyên lấy 6 cái đầm ngủ chưa? Ở đây có Biêu Tháng Nguyên ở thành phố quận 7 6 cái đầm ngủ chưa? Vậy lấy đi Ti ơi. Dạ đây là đầm sơ mi nè. Ủa rồi chưa nhớ lấy rồi mà ta. Em nhớ là có lấy Thắng Nguyên chồng rồi. Anh coi là Thử có ấy. Từ từ Ti ơi, để kiểm tra coi Thử Thắng Nguyên không Thử. Thử có biêu không? Em nhớ là lấy rồi. Em học chưa lấy cái ai gì bữa em. Dạ con này là eo 92 nè. Là dưới 72 kg con đầm sơ mi này. Đầm sơ mi này nó vừa von vừa phối thun co giãn nha. Con này eo 92. Con này eo 92 nè mấy chị. Eo 92 con này 60 đến 72 kg là bao đẹp nè. Form đẹp không mấy chị? Form đẹp á. Con này vừa là von vừa là phối thun co giãn. Nói chung là nó hai chất vải luôn ha. À, con đầm sơ mi 300. Em có một con áo thun sọc nhỏ là con này bán mấy chị 100 ngàn. Chị nào 60 đến 72 kg chốt con này có tay phòng nè. Đẹp hơn mấy chị sóc nhỏ, sọc nhỏ 60 đến 72 kg. Thì giờ cứ soạn đi rồi tí tiếu nữa anh làm bill thành phố rồi có trùng rồi trả ra thôi. Cái gì đâu. Lăng tăng. Dạ sọc nhỏ con này sọc lớn 60 đến 85 kg 100 ngàn nè. Sọc lớn 60 đến 85 kg 100 ngàn. Sọc lớn 60 đến 85 kg 100 ngàn nha mấy chị nha, 100 ngàn. Rồi em lên tiếp nha, hồi nãy có cái chị gì mà mới chốt cái đầm gì Kim Tuyến là chị gì ta? Chị Minh Hiếu Lê. Chị Minh Hiếu Lê ơi, con đầm này 270 chứ mà khi mà chị mang cái giày thể thao chị mặc nó đẹp lắm. Chị tin em đi, cái vải này nó đỉnh lắm. Cái vải quá trời đỉnh luôn, cái vải này mấy chị chốt là về nhà không bao giờ hối hận. Ý Yên nói thiệt luôn á. Cái vải này mấy chị về chốt là mấy chị không bao giờ hối hận với con đầm CK hàng Việt Nam xuất khẩu nha mấy chị. Nhưng mà con này size lớn nha. Con này 75 kg đến 95 trăm kg ha. Con này là 75 đến 95 trăm kg. Chị nào chốt con đó thì chốt lên giúp giùm em. Em lên cho mấy chị một con áo rêu in hoa. Con này 60 đến 85 kg là 100 ngàn. 100 ngàn mấy chị. Em lên cho mấy chị một con đầm cam dán Barbidon nghe mấy chị nha. Con đầm cam dán Barbidon. Đầm cam dán Barbidon nghe mấy chị nha. Rồi đo eo ha mấy chị ha.
Ai rồi, rồi rồi con ơi, bấm lại cái lượt chia sẻ đi con. Để Út tặng cái hộp quà đó. Dạ năm nay dán Barbidol mấy chị thấy bự vậy chứ thật sự nó không có bự. Ha? Thật sự nó bình thường lắm. Con này là khoảng cỡ 80 kg nè. Con này 250 nha mấy chị, tay lọc nè. Dạ con này 250, con này tay lọc ha. Chị nào chốt con đầm cam này chốt lắm. Đâu cái bao nãy giờ đem hàng về của chị rồi. Ủa cái đó sao mất hết cái quần rồi. Cái kia kìa. Và bỏ. Ủa mấy cái đồ nãy chị quăng ra đâu rồi. Đó con bỏ bao lên lấy xin cái bao mình xuống. Ờ bộ đồ nãy cái mặc qua. Rồi em còn mấy bộ bi em sale cho mấy chị nha. Mấy bộ bi nhà còn hồi trưa nè. Còn mấy bộ cho nên sale luôn. Nè bỏ cái quần này cho cô Nhận Hiền. Bỏ cái quần này ghi cho cô Nhận Hiền có bill cho anh tôi nó mặc. Em còn mấy bộ bi nhà em bán cho mấy chị với giá 80 ngàn bộ nha. Nhưng mà size này là size 70 đến 95, 98 kg. Em còn có mấy bộ à, cho nên chị bộ ủng hộ em cho hết. Còn 5 bộ mấy chị ơi. Còn 5 hay 6 bộ nè. Bi xanh ngọc, ba bi xanh da trời. Bộ này mấy chị ở nhà khỏi mặc áo vú nè. Không còn mặc áo vú. Chốt giúp giùm em bi xanh da trời mấy chị. Bi xanh da trời ha. Chị nào chốt bi xanh da trời chốt lên giúp giùm em. 70 đến 95 kg bao vừa nha. Chốt giùm em bi xanh da trời 80 ngàn bộ. Gì con? Đi cô Nhuận Hiền đi không thôi. À, 70 đến 95 kg ha, bi xanh da trời. Mấy bộ này mấy chị dễ mặc, con hai bộ bi xanh da trời nè. Bộ bi của Châu Võ nè. Châu Võ nè. Bộ bi xanh của Đỗ Quỳnh Như nè. Đỗ Quỳnh Như mới in luôn. Rồi, em còn đúng một bộ bi vàng. 80. Em còn đúng một bộ bi vàng mấy chị ơi. Còn đúng bộ bi vàng nha, còn có mấy bộ à. Dạ chị Lan lấy mẫu màu khác đi chị Lan ơi, hết rồi. Rồi bi vàng. Bi vàng còn đúng một bộ với chế ơi, dễ thương lắm. Bi vàng còn đúng một bộ nha, bi vàng còn đúng một bộ là hết rồi. Bi vàng còn đúng một bộ. Bi vàng của chị Châu Võ nè. Bi vàng của chị Châu Võ. Con có coi được lượt chia sẻ chưa? Rồi lượt chia sẻ chị nào nhiều nhất? Dạ lượt chia sẻ chị Thể Thao Thanh Y là nhiều nhất nè. Rồi tới Ren Nguyễn, rồi tới Bích Thủy. Là con. Thể Thao Thanh Y. Dạ bây giờ nó còn hai màu nè mấy chị. Nó còn một bi kính xe và một bi đỏ đô. Rồi hết rồi nè mấy chị. Hai màu này đều trắng bóc hết nha. Một bi kính xe và một bi đỏ đô 80 ngàn bộ chị. Rồi lấy cái ví rồi chị Thể Thao Thanh Y còn đây không? Ví Nam Thanh Nguyễn có nha. Thắng Nguyễn. Thanh Nguyễn hay Thắng Nguyễn vậy? Thang Nguyên chứ sao đó ghi Thanh Nguyên vậy? 828 thành phố đúng rồi anh Thang Nguyên. Dạ. À, chị Thanh Mỹ nè. Cái bộ này là màu đẹp nhất nha mấy chị. Rồi Thanh Mỹ sen nè. Lê Ngọc bi đỏ đô nè. Lê Ngọc bi đỏ đô nè. Rồi còn đúng một bộ cánh sen nha là hết. Còn đúng một bộ bi cánh sen là hết nha mấy chị nha. Còn đúng một bộ. Dạ con đúng bộ nè. Đúng một bộ. Chị dâu tay bi kính sen. Chị dâu tay thích cũ hay mới nha. Chị dâu tay ra lén ráng mua cái gì bill trên 100 ngàn mới đi được nha chị. Chứ hàng nhà em à, hàng nhà em là hàng sale rồi. Rồi mà dưới 100 ngàn mà em nè. Cái này là tặng cho Thể Thao Thanh Y nè. À, cái này gồm có, cái này ở trong gồm có một cái dây nịt, gồm có một cái dây nịt và gồm có một cái ví nam, à, một cái ví cầm tay. À, cái này là tặng cho chị nào mà chia sẻ livestream nhiều nhất nè. À, ôi em nói rồi, ở tại cái live em không mua đồ cũng được mà ngày nào lượt chia sẻ nhiều cho em cũng có quà nha. Đó, để mai em kiếm gì cái mai. Nó nói từ đây tới Tết là bà Thể Thao Thanh Y là bà phải một nhà túi nha mấy chị nha. Bà phải một nhà túi Thể Thao Thanh Y tặng nè. Tặng Thể Thao Thanh Y nè. Rồi ha. À, hôm nay em còn hai con dâm 60 đến 80 kg. À, hàng Việt Nam xuất khẩu có 160. Chị nào chốt thì thương em chốt giùm em luôn nha. Nhưng mà vải đẹp lắm mấy chị. Mấy con này vải đẹp lắm. Nãy Quỳnh không uống nước hả? Mấy con này vải đẹp lắm mấy chị nè. Đó, xinh lắm. Nói chung là vừa xinh vừa dễ mặc đồ đi siêu thị, đi chơi đồ. Nói chung là dễ chịu lắm nha. Dễ chịu và dễ thương. Đây là con caro.
Đây là con caro nha, rồi em lên tiếp cho mấy chị một một mã dâm hoa nữa. Mỗi con còn có 1 cái nha. Mỗi con còn có 1 cái mấy chị dâm hoa. Chị nào chốt dâm hoa chốt lên giúp giùm em dâm hoa nha. Cũng 60 đến 80 kg dâm hoa. Chị nào chốt dâm hoa chốt giùm em nè, bỏ ba cái con khỉ trên kia cô Nhuận Hiền luôn để đóng thùng luôn. Đó, dâm hoa. Chị nào chốt dâm hoa chốt lên giúp giùm em dâm hoa nha. Dâm hoa nha mấy chị, rồi lên tiếp hàng ha. Em nói rồi mấy chị không cần mua đồ bên em đâu, vô mà đôi lượt chia sẻ cho em mà đẩy lên là ngày nào lượt chia sẻ nhiều nhất là cũng có quà. Không quà nhỏ nhỏ thì quà bé bé, không quà bé bé thì là quà lớn lớn nha. Rồi em lên tiếp cho mấy chị một con đồng, một con thì thay vì cái tiền chạy bay thì em để em dành em tặng quà mấy chị thôi. Rồi em lên cho mấy chị một con đầm cam sơ cây công sở màu cam đất. Con này size 14, con này dưới 77kg nè. Cam đất đẹp lắm mấy chị. Màu đẹp mà vải co giãn đẹp lắm, 250 thêm bao mấy chị ơi. 250 đầm cam đất. Em lên cho mấy chị một con đầm hạ eo. Em lên cho mấy chị một con đầm xanh kim tuyến hạ eo, con này xinh lắm, con này mặc lên như công chúa. Con này size số 10 nha, 60 đến 68kg. Con này size 60 đến 68kg, đáng lẽ tặng cái ví đó từ hôm qua mà hôm qua không coi lượt chia sẻ được. 60 đến 68kg lấy con đầm xanh này. À con này là 280.000. Con này 280.000 đầm xanh kim tuyến nha. Chị nào chốt đầm xanh kim tuyến chốt giùm em 280.000. 280.000 đầm xanh kim tuyến. Hỏi thử ai có nợ em, có nợ nằng ai gì đó nhắn tin trong tin nhắn cho em nha. Rồi em lên cho mấy chị một con đầm la dâm. À xin lỗi mấy chị, con này là dâm nha. Dạ con này hàng hiếm nè, con này mấy chị để dành đi tiệc nha. Con này 250, con này size bé. Con này 250 nhưng mà con này size bé, con này đẹp lắm mấy chị ơi. Con này thực sự là rất là đẹp nha, thực sự luôn á ha. Nhưng mà con này size bé dâm đi tiệc ha. Con này size 60 đến 73kg là đẹp nha. Hơn nữa đừng không có đẹp. Hơn nữa thì vừa, tại vì nó là la dâm nhưng mà nó không có đẹp mấy chị. Chốt giùm em dâm 250, 60 đến 73kg dâm. Chị nào chốt dâm chốt lên giúp giùm em dâm kèm số ký nha. Dâm kèm số ký. Được cái bao này nữa không? Con kiếm cái bao cho lên nè, cũng bự lắm con. Nhưng mà bao này mỏng quá. Tuy ơi, lấy bao lớn à. Lấy bao lớn rồi Tuy ơi. Em bán xe cho mấy chị con. Con này áo thun này 140 khỏi sale. Con này đẹp lắm. Con này mấy chế mặc với sọt là mấy chế phê lòi luôn. Mấy chị mà mặc với sọt là con này phê lòi nha. Mấy chị coi form với áo là con này dưới 88kg, 60 đến 88kg vừa. Con áo xanh này 140. Chị nào chốt áo xanh 140 chốt lên giúp giùm em áo xanh 140. Áo xanh 140, con này mắc mẹ cái áo khoác rồi nha. Áo xanh 140. Chị nào chốt 140 áo xanh chốt giùm em áo xanh 140. Em lên cho mấy chị một con đầm hàng Việt Nam xuất khẩu. Chọt vô tay vô chưa? Chọt ơi chị lấy vô cho chị. Dạ. Không thấy đâu. Dạ con này size 14 mấy chị ơi. Tì tì cái áo size số 85 này còn không Tì? Cái áo mới lấy cho chị Phương Lê gì đó. À vậy thôi khỏi Tì, khỏi. Là cái đó tao thích đó. Dạ con này chị nào dưới 73kg hốt con này. Chế nào dưới 73 hốt con này để dành đi tiệc mấy chị ơi, sang lắm. Trời ơi em nói thiệt với mấy chị, sang ơi là sang luôn. Nó size 14 nhưng mà dưới 73kg thôi. Đừng có để ý cọng dây này mấy chị. Cọng dây này khi mấy chị mặc mấy chị tự thắt vô đi. Để ý cái form nè. Cái form nó đẹp lắm mấy chế. Cái form nó cực kỳ đẹp. Chị nào 65 đến 73kg chốt con đầm sọc này cho em. Đầm sọc trắng đen 73kg. 73kg đầm sọc trắng đen nè, đầm này nè. Đầm này bao cưng lắm. À, có size 85 cái dạ tùy mẫu á chị Lan, tùy mẫu. Những cái hàng Việt Nam xuất khẩu này tùy mẫu, còn hàng xưởng nhà em thì lúc nào cũng có size 60 đến 100 tí hết á chị Lan ơi. Chị Lan vô tường nhà em coi, em chụp nhiều mẫu đăng lắm. Em lên cho mấy chị một con đầm size dưới 75kg nè, xinh không? Size dưới 75kg nè mấy chế. Cứ ngon đầm form A nè. Đó đầm này 250.000 nha, đầm form A. Chị nào chốt đầm form A chốt lên giúp giùm em đầm form A. Rồi em, à, chị nào 90 đến 100kg đâu rồi, 85 đến 100kg đâu rồi. Em có một con áo khoác nè. Áo này nhiêu ta? 180. Có một con thôi. Chị nào 85 đến 100kg hốt. Chị ơi quần nhung em có gửi hình cho chị, ống rộng lắm. Thì em mới hỏi chị là con quần nhung đó là coi trên. Ủa em có nói chuyện với chị Nhung Lâm mà ta. Em hỏi là con quần nhung nó size bao nhiêu, chị báo em. Chị báo em để em đổi size cho chị Nhung Lâm. Có nói rõ mà chị. Em có nói với chị là coi thử có quần nhung nó size bao nhiêu để em đổi cho chị size. Đây nè con áo khoác nè mấy chị ơi. Trời ơi cái con này không có hàng nha. Cái con này 180 mà không có hàng nè mấy chị. Coi cái form đó nè. Nó làm cái form đẹp lắm.
đưa chị Phương Lê tới nơi chưa phải không? Cho sáng nay báo phát lại đó. Trời ơi con này đẹp lắm mấy chế ơi. Chế nào mà 85kg, chế nào 80 đến 100kg hốt con áo này chứ kẻo lỡ nha. Kẻo ổn mấy chị, hàng Việt Nam xuất khẩu nha mấy chị. Hàng này là thông báo với mấy chị là hàng Việt Nam xuất khẩu nè. Con này mấy chị không chốt phí lắm. Gì vậy? Chị Hành Si lấy cái quần xanh ngọc size L, hình như chiều lấy rồi đó. Kiểm tra trên đây thì Hành Si có chưa? Anh ơi, Hoàng để đổi đồ. Anh ơi, dạ con này khoác đẹp lắm. Con này, thôi em con này không tới 100kg nha. Đâu có nhiều hơn. Đây là Huỳnh Hoàng. Có đâu. Từ từ để cái gì ta? Phương để con này có không con à? Không có chị đó, chị Huyền Hòn đặt hàng mà. Nè con này chốt cho chị XL vậy em đổi xuống cho chị XL nha. Dạ con này của chị Kim Lập trong đám, con này đẹp lắm chị Lập. Con này hàng Việt Nam xuất khẩu mà hàng này đi hàng đi chọn là hàng kém lắm. Ha, hàng này cực kỳ kém luôn. Trời má ơi. Ủa nãy giờ tao like nhiều nhất mà sao đổ đâu nhiều. Phương lên từ từ đi. Nè con hàng xưởng bên này là chút nữa trong là thôi. Kêu bớt lên trên kia hết ha. Ừ hai thước dây nè. Lên. Ai mua áo tắm không? Cái bao mền đó Ti à. Ti cột lại à. Ti cột lại một cái góc bỏ phòng ông nội đây, cái bao mền dưới đây nè. Cột lại cái góc đó nha, cột im lại. Đếm bao nhiêu cái cho chị luôn. Em lên cho mấy chị một cái mã hồng ruốc nè. Em lên cho mấy chị một cái mã áo khoác hồng ruốc nè. Hơi bị đỉnh nha. Dễ thương lắm mấy chị. Những con mẫu này mai mốt mình cần mình đi kiếm nó không ra. Em nói thật sự, cái mẫu này mình cần mình đi kiếm nó không ra mấy chị. Nè 60 đến 80kg hồng ruốc, con này sale cho mấy chị 140. Có mấy cái mẫu mà em sale 140 thì mấy chị nhanh nhanh nha, nhanh nhanh chốt nha. Dạ con này áo bi 120 nè, con này 60 đến 75kg nè. Con này 60 đến 75kg áo bi hàng Việt Nam xuất khẩu. Chị nào chưa chốt thì tranh thủ chốt áo bi, nó có bi đỏ, bi đen và nó có đỏ đô. Ha, nó có đỏ đô. Bi đỏ, bi đen vậy để em đổi xuống size XL cho chị. Chị Lập lấy cái áo này nè chị Lập. Cái áo thun gân này nó đẹp lắm. Cái áo này là áo thun gân mà cổ tim nè chị, 85 đến 100kg mà chị coi cái gân của nó với là nó làm cái cổ tim đẹp lắm. Cái con này khi mấy chị mặc vô nó hơi bị gọn người luôn nha. Nhất là những chị 90 đến 100kg áo xanh ngọc 101 nè. Áo xanh ngọc 101 là nhất là những chị vậy. Còn con đây là 60 đến 75kg áo cổ tim, áo này 100.000. Mấy chị nhìn vậy chứ đây là những cái mẫu mà mấy chị dễ mặc hàng ngày nhất nè. 60 đến 75kg. Con này mắc mẹ cái áo khoác à. Cái này đầm Levi's nè, đầm này bỏ trong cái bao đầm phơn suông con. Con này 60 đến 70kg đầm Levi's mang với giày thể thao. Trong cái bao đầm phơn suông con để riêng nè. Đầm Levi's nha. Chị nào chốt đầm Levi's chốt lên giúp giùm em đầm Levi's. Em lên cho mấy chị một con khoác mà lên dệt. Dạ, đây, em mặc một bên cho mấy chị dễ hình dung. Con này 60 đến khoảng cỡ 83 84kg. Con này bán cho mấy chị với giá 180.000. Áo khoác nào em lấy à ta? Áo khoác mà 140 á hả chị? Áo khoác 140 á hả? Áo khoác 140 của chị Tương Anh Võ nè. Đầm Lê Việt đâu con? Đầm Lê Việt 200. Ủa hồi nãy nó có con đầm sọc hồng chị thấy không? Đầm sọc hồng vải đỉnh luôn á chị Thu 200. Chị Thu muốn coi không? Rồi đầm Lê Việt của chị Thu Trần nè. Chị Thu Trần nè. Rồi em lên cho mấy chị một con áo lông chuột nè. Áo lông chuột 140. Đầm Lê Việt 200. Em có một con áo size lớn nè mấy chị. Áo này size phải từ 80kg trở lên nha. Áo sơ mi, áo này 140 mấy chị. Áo này 140 ha, 80 đến 95kg áo sọc. Chị nào chốt áo sọc chốt lên giúp giùm em áo sọc nha. Xem áo bi đen. Cho áo bi đen của chị Bích Chi Trương coi đi. Hồi nãy trong cái ba màu của con. Ý yên 80kg mặc vừa nha. Mình mặc hơi ôm nhưng mà nó không có bị nóng. Quan trọng là không bị nóng là được nha chị. Một con thôi. Sao bị cục đường nhất ta. Giờ cho miếng kiểu kéo kỳ cục người ta. Có chị Thu trời ơi cái đầm rinh đó.
bao nhiêu người giành lộn luôn á chị Thu. Cái đầm rin đó là bao nhiêu người giành lộn luôn á, thật sự luôn. Áo bi đen nè chị Bích, áo bi đen nè chị Bích ơi, mai em đi lùng đầm nha mấy chị. Trời ơi, phải lùng đầm chứ, Tết không có hàng. Thời điểm đây là thời điểm mua đồ Tết là tốt nhất. Hồi chiều em cũng đi Big Size mua đồ Tết nè mấy chị, thiệt. Hồi chiều em đi mua hết 1.300.000 đó. Chiều này em cũng đi mua đồ Tết á. Nè chị, lấy cái con bi đen, cái con đỏ đô cũng đẹp nha. Thương Quỳnh nó ăn đi. Dạ. Dạ, con hoa của chị Quý Kỳ Trương nè. Cho chị một cái hả? Cái lỏ đô cũng đẹp vậy, đỏ đô trơn á chị Bích. Gửi cho tỉnh luôn. Con cái đầm á, trong cái bao đầm là 200, con có cái đầm sọc hồng đó chị Út ơi. Thấy nào chốt một cái ghế thôi. Thế sao vậy? Vậy không mấy chị? Con này dưới 82, 83 tí gầm số áo sơ mi. Có cái con vải đẹp lắm chị Thu. Có cái con, còn thôi con đem nguyên bao đi con. Không, đầm này nè, 200 nè. Cái bao đầm mà 200 mà bao đầm đen đồ con, đen sọc nè. Chị Thu ơi, chị Thu lấy con này chưa chị Thu? Đẹp lắm, em không biết nó là cái vải gì á, mê lắm. Chị Thu lấy size L thôi. Chị Thu lấy con đầm này size L. Con này có size từ 65kg đến 90kg nè, 95kg cũng vừa. Đầm hồng á. Áo bi đen chị Nhung Lâm không vừa. Áo bi đen của chị Tương Anh Võ con. Con lấy cái con đỏ đôi cho chị Tương Anh Võ coi luôn. Này tụi nó rành hàng hết rồi. Này bi đỏ, bi là con lấy bi đen, áo đỏ đô á con. Rồi bi đen của chị Tương Anh Võ trong hai áo đỏ đô á con. Còn dưới con góc đó. Đỏ đô nè, hai chị có lấy thêm lấy nha. Đỏ đô màu đẹp lắm. Đỏ đô hai chị có lấy thêm thì lấy giúp em. Mấy con này lâu lâu mới có hàng mà 120 là rẻ đó mấy chế ơi. Ý Yên mặc dừa gian 120 là rẻ. Mấy chị thấy sơn bé không? Nhưng mà con này mặc theo độ co giãn nha. Nhưng mà form đẹp lắm mấy chế ơi. Form này đẹp lắm. Đỏ đô nè, các chị nào lấy thêm đỏ đô thì lấy nha. Dạ, Cẩm Tú đầm hồi nãy lên. Lên form mang với giày thể thao đẹp đỉnh luôn. Đầm hồng tộc hồi nãy con lấy lên, lấy size L thôi. Lấy size L thôi thì. Rồi lấy một con XL cho dâu tay đầm hồng 85. Lấy ủi dâu tay nhiêu ký à? Đó chị dâu tay 85kg hả chị dâu tay? Dạ lấy một con L với con XL con. Con cái bao đen này con, bao đen. Đây đây đây, trước mặt đó. Đỏ đô của chị Thanh Nguyễn nè. Đỏ đô 120 của chị Thanh Nguyễn. Đó phải XL. Rồi XL của chế dâu tay nè. Thêm cái đỏ đô coi. XL đầm hồng của chị dâu tay, chế coi vải nè. Chế coi vải nè. Đã lắm mà hai bên có túi nè chị. Ha. Rồi cái này của chị dâu tây nè. Rồi đầm hồng 65kg size L của Cẩm Tú nè. 200 của Cẩm Tú, đỏ đô không? Áo đỏ đô. Áo đỏ đô của chị Bích Nhi Trương nè. Có in rồi nha. Rồi áo đỏ đô còn không? Em cho chị coi này nè. Rồi đỏ đô của chị Thanh Nguyễn 120 nè. 120. Đỏ đô 75kg vừa chị Dung, nhưng mà với điều kiện ôm. Tại vì em 80kg em mặc cũng vừa mà còn hết đỏ đô hả con? Hết đỏ đô rồi, còn bi thôi chị nha. Còn bi đỏ với bi đen, bi trắng thôi. Còn bi đỏ với bi đen thôi chứ ơi. Hết rồi chị Dung ơi. Còn bi đỏ, bi đen đây nè. Cái con đầm này nè. Trời ơi, em nói với chị Thu ha. Chị Thu về coi vải cái con đầm hồng. Con đầm hồng phơm suông mang giày thể thao. Chị về chị ghiền, chị coi hai bên nó làm nhúng ha. Hai bên nó làm nhúng. Hai bên nó làm nhúng nhưng mà vải nó rất là đẹp nha. Hai bên làm nhúng và vải rất là đẹp ha. Dưới 75kg đầm hồng suông. Chốt giùm em đầm hồng nhúng có một con thôi 200. Mấy chị mà muốn mua hàng lộn xộn mà hàng không đụng hàng mà hàng tè le thì vô đây gặp em. Tại vì em rất là thích cái hàng mà mỗi mẫu một cái, hàng mẫu để đi xuất đi nước ngoài á. Cho nên đa số mà có hàng một cái là họ hay gọi em. Đó, họ hay gọi em nha. Còn chị nào mà thích đầm đen, trời ơi em mặc con đầm đen này em mang cái ba lô đá lên em nói với chị mê ly lắm. Nè em 80kg mà em mặc mẫu này nè, tay này luôn nè, XL 80 đến 98kg đầm này nè, đẹp không? Không có cần phải gì xa hoa đâu mấy chị. Không có cần gì phải là gọi là phải màu mè qua lá hẹ đâu nha. Nè lên con đầm dành lộn nè. Dưới 72, 73kg, có 1 con à, 220. Có đúng một con 220 mấy chị đã không? Có đúng một con đầm sọc 220. Đó, dưới 72kg, chị nào chốt con này thì chốt nha.
Thì má ơi, con Lai nãy giờ mà đóng quần áo ở sau lưng nó muốn xỉu luôn. Cái chị gì 85kg còn ở đây không vậy? Chị gì ta? Chị gì 85kg còn ở đây không? Dạ, đầm sọc của chị Thu Phạm, bữa giờ mới gặp Thu Phạm nha, 220. Đầm sọc trắng đen của Thu Phạm phải không Thu Phạm ơi? Em lên cho mấy chị con áo nè. Có thằng con à. Thôi bán cho mấy chị dễ thương nha. Bán dễ thương kiểu kiểu như mình cuối ngày rồi đó. Mình bán dễ thương cho con áo beo đi. Con này dưới 80kg. Bán con cho mấy chị với giá 90.000 nè. Thay vì bán 140 bán 90 nha, áo beo. Chị nào chốt áo beo chốt lên giúp giùm em áo beo. Em lên cho mấy chị con áo 120 nè, mấy chị coi vải của áo sọc nè. Con này đẹp lắm. Con này 120 nha. Con này 60 đến 80kg đẹp không mấy chị, phơm đẹp lắm, tà xéo nè. 120 áo sọc. Chị nào chốt áo sọc chốt giùm em áo sọc. Áo beo của Tài Lê mới in. Áo beo của Tài Lê nè. 90.000. Con đầm này size bé nha mấy chị, con đầm này nãy có chị Minh luôn. Con đầm này size bé. Đầm này size bé xíu nè mấy chị. Đầm body. Nhưng mà vải đẹp lắm. Nè mấy chị coi ở trên nè, có mút vú nè và phối ren, nhưng mà con này đẹp lắm nè. Con này chị nào size nhỏ đẹp lắm, tối nào 8:30. Con đang con sọc này 120 của chị Huyền Trang Lê nè. Dạ con đầm body nha mấy chị nha. Đầm body này có thước dây đâu người ta. Hai thước dây. Dạ con đầm body này size bé thôi. Cho nên chị nào chốt được con đầm body này là mê lắm, 250. Chị nào chủ yếu chị nào chốt được hay có đủ size để chốt không á. Con này eo 90 mấy chị ơi. Con này eo dưới 92, chị nào dưới 72kg hốt. Chị nào 74kg hốt cũng được nha, tại vì cái độ co giãn nó bao nhiêu cho mấy chị ha. Xinh lắm nha mấy chị, xinh lắm. Hàng Việt Nam xuất khẩu nó may lên là mấy chị không chê vào đâu được hết. Mấy chị không chê vào đâu được hết nha mấy chị nha. Đó. Áo đỏ đô hết rồi chị Dung, em trả lời rồi đó. Áo đỏ đô hết rồi. Đó đầm Việt Nam xuất khẩu bỏ nó không. Rồi đây là con mãi dâm 160 nè. Đây là con mãi dâm 160 nè. Đưa bỏ bộ riêu qua. Hốt cái này ra sau lưng đi. Này con, bỏ cái bao đồ để sau cho con dưỡng nhớ. Đây. Em có con đồ tắm nè mấy chị muốn coi không? Tuy ơi, mình ở dưới mình có một cái bao đầm cổ đắp chéo đem về dưới Tuy ạ. Đây là hai cái mẫu đầm cổ đắp chéo nè. Áo sọc 120 của Kim Phượng. Đầm body 65kg vừa nha. Áo sọc 120 còn một bao lần con, nó biết cái bao nó nằm đâu không? Áo sọc 120 đúng không? Nằm bên kia hả? Dưới đây lấy rút con ơi. Cái này Cẩm Tú mặc vô là Cẩm Tú bị ghiền. Tại vì nếu hàng xưởng may không bao giờ cái lớp vải nó đẹp như vậy và đường may nó đẹp như vậy. Và không bao giờ cái phơm trên nó đứng ngực như vậy ha. Nó làm cái từ phơm trên đứng ngực có cái phơm đẹp cực kỳ. Con nằm đỏ đô đó. Cha con nằm đỏ đô body vậy con mới quăng lên. Đó, nó màu trắng, đưa cái con nó luôn rồi Tuy. Nó màu sọc rồi, sọc trắng đen mà số lượng nhiều quá Tuy. Rồi nè cha Tú coi lại nè Tú. Cha Tú coi lại nè. Cái phơm nó đẹp không? Rồi con này để dành đi tiệc nha, 250 của Tú nè. Rồi đây cái này của chị Kim Phượng nè, 120. Em có một con sọc đen, con này vải đỉnh lắm. Em thông báo với mấy chị là con này vải rất là đỉnh nha. 60-75kg cái áo sọc đen. Chị nào chốt áo sọc đen 120, chốt giùm em sọc đen 120 nha. Nó không có rộng. Nếu mà chị nào 74kg mặc là phải mặc theo độ co giãn, còn em là nó không có rộng. Tại con bé Thi nó mặc, con bé Thi này nó chưa tới 60 mà nó mặc vẫn đẹp mà. Nha. Không có sợ rộng con đó. Em có một con dâm có 160 mà 60-75kg. Con dâm này Cẩm Tú chốt được nè. Con dâm này vải đuổi Cẩm Tú chốt được nè. Vải đuổi nha. Cho nên mấy chị mặc mấy con đuổi này vải nó đẹp lắm. 160.000 dâm. Chị nào chốt dâm đen chốt lên giúp dùm em dâm đen nha mấy chị. Chị nào chốt dâm đen thì tranh thủ chốt lên giúp dùm em dâm đen kèm số ký ha. Con này Tú cũng vừa nè. Con này Tú cũng vừa. Con này hàng Việt Nam xuất khẩu nè. Thanh Nguyễn áo sọc đen. Con áo này chị Thanh mặc vải mê lắm. Rồi đâu mất rồi ai chơi mày. Đây nè. Con này về chị Thanh coi cái vải chị Thanh mê lắm. Rồi 120. Rồi con dâm này của chị Trang Nguyễn nè. Con đầm này cũng đẹp, 60 đến dưới 75kg nha. Càng mặc rộng càng đẹp phơm này nha. Nó là hàng Quảng Châu, nó có 160 rồi mấy chị ha. Nó có 160 cưng không? Mà nó có màu đen nữa nha. Cái gì? Dâm 160. Nó có màu đen nữa nha mấy chị. Cái này là hàng Quảng Châu. À, cái này bà chị nào mặc càng rộng thì cái phơm này nó càng đẹp nha. Mặc càng rộng phơm càng đẹp với cái con này. Cho nên chị nào chốt thì tranh thủ chốt cho mau cho gọn nha. Chốt gọn chốt mau lên.
Rồi em lên cho mấy chị một con áo rêu 60 đến 85 kg áo rêu hoa. Chị nào chốt áo rêu hoa dùm vẫn còn nha. Dùm vẫn còn mấy chị ha. Em có một con áo caro hàng Việt Nam xuất khẩu này bán xả cho mấy chị. À, bán 120 xả nha. Con này xinh lắm, con này mặc với sọt là bao đẹp. Con này là hàng xuất đi Hàn Quốc nè mấy chị, có chị có form đẹp không? Con này là hàng xuất đi Hàn Quốc, nó may hai lớp. Con này chị nào mà khoảng cỡ dưới 73 kg hốt con áo caro 120 này. Nó có mấy mẫu zoom lận chị muốn coi nữa không nè, mẫu zoom hoa trắng đen nè, 160 sale nè. Nhưng mà con này vải la dông đẹp lắm. Con này 60 kg mặc cũng được mà 80 kg mặc cũng được nha. 60 đến 80 kg. Con này zoom hoa trắng đen nè, con này vải co giãn. Mẫu này dễ mặc lắm mấy chị, mẫu này rất là dễ mặc nha. Caro của Trương Thị Hường nè, 140 của chị Trương Thị Hường. Em có một con áo hoa size lớn mấy chị, 100.000, con này size 90-95 kg nè. Con này size 90-95 kg. Áo cổ tim tay lọc có 100.000 à. À, 90-100 kg. Những chị size nhỏ nên chốt những con này nè, như chị Trang Nguyễn rồi nè. Chị Trang Nguyễn nên chốt cái con đầm hồng này nè chị Trang. Form hơi bị đẹp luôn mà có 280.000, chị coi form nè. Xin không chị? Trời ơi, form hơi bị đẹp luôn á mấy chị, hàng Việt Nam xuất khẩu nè. Con này chị Trang không chốt tiếc lắm luôn á chị Trang, xin ơi là xin luôn. Ha. À, dạ, đầm hoa là cái gì ta? Chị Quý Đào đầm hoa. Đầm hoa nào ta? Áo hoa hay đầm hoa chị? Áo hoa hay đầm hoa chị Quý ơi? Con này mình không còn chỗ treo nữa hả Tuy? Đẩy vô phát được không? Xong mà hết chỗ rồi, mất nó đâu có đẩy vô được. Con đó bây giờ chị phải đợi riêng, hôm mai rảnh rồi mình bán hàng đầm này rồi mình thân. Vô trong kia tiếp đi, vô bao luôn con. Rồi em lên cho mấy chị đầm hồng của chị Kim Phượng. Chị Kim Phượng nhiêu ký chị Phượng ơi? 280 chị Kim Phượng nhiêu ký vậy? 70L87, rồi đo eo nha. Đo eo. Em đo eo cho chị Phượng nha, tại vì những con này cái độ co giãn. Nó có hai con không, con coi size đó sao gì vậy? Con này đẹp ghê mấy chị. Chắc có size 14 như vậy. Đúng rồi đó, con size 14 nha. Rồi. Rồi đầm này của chị Kim Phượng L87 nè. L87. Đầm hồng của chị Kim Phượng. Đầm hoa nào ta? Đây là hồi nãy em dơ lên là áo hoa nha. Em thấy rồi, L87 chị. Này áo hoa. À, cái này là dùm hoa chị Quý Đào. Nhưng mà chị Quý Đào nhiêu ký? Chị lấy cái dùm 160 đúng không? Dùm hoa nhưng mà chị Quý Đào nhiêu ký? Chị Quý Đào nhiêu ký thì báo lên dùm em nha. Nè em lên nha mấy chị, một con đầm đỏ la dông mà có ngọc trai nè. Đầm đỏ la dông có ngọc trai nè mấy chị ơi. Thôi Kim Phượng lộn đó nha. Thôi Kim Phượng đó. Rồi đây nè mấy chị, em lên cho mấy chị một con đầm đỏ ngọc trai, xuất sắc chưa? Hơi bị đẹp nha. Dạ con này khoảng cỡ dưới 75 kg đầm đỏ, 60 đến 75 kg. 60 đến 75 kg đầm đỏ ngọc trai 250. Cái con này là hàng Việt Nam xuất khẩu nè mấy chị. Cái con này là 150.000 nè. Chị nào mà size lớn nè mấy chị, em cho mấy chị qua gọi gần cái vải nè. Nó làm bằng len dệt kim hay cái gì đó, ở ngoài mấy chị cầm lên tay nó đẹp lắm. Ở ngoài mấy chị cầm lên tay nó mê mẩn lắm mấy chị, 150 nè. Con này size bự nha mấy chị, con này size phải trên 80 kg ha. Con này size phải trên 80 kg nha mấy chị nha. Nè con này chị nào 80 đến 100 kg hút con áo khoác 150 này. Hàng Việt Nam xuất khẩu, mặc với đầm, mặc với đầm dây hoặc là à, đi chơi rồi mấy chị mặc đều được hết nha. Áo khoác. Con này là 109 giờ mấy à? 10 giờ 38. Mới đến 10 giờ hả? 12 giờ. Áo khoác 150 của chị Kim Lập nè. Cái nào dính gì vậy bay? Này con đầm dạ hội. Đầm này sale 140 nè. Coi nó móc gì, coi nó hư cái con đầm xịn nó coi. Kim Lập. Dạ đầm này mà sale mấy chị có 140 rồi, mấy chị không lấy nữa. Đầm này sơ cây nè. Đầm sơ tay cây size 14 sale 140 nè. Đó chị nào lấy thì chốt về để dành mặt đi tiệc nha. Size 14 sơ cây. Con đã có 140 rồi. Nè, bán cho mấy chị Lập hút con này đi, em sale cho 150 nè. Chị Lập về mặt con này đi tiệc mà không đẹp đi kiếm ý hiên. Em bị mắc phong long á chị, em bị giống như hàng bom giờ, cái em bị mắc phong long tới giờ luôn. Trong khi đó cái dáng đầm này lên rất là đẹp nha chị Lập. Chị nào mà còn cỡ 77 đến 85 kg hút con đầm này, em sale cho 150 ngàn đầm ánh kim nè, vải đẹp lắm mấy chị, co giãn mềm lắm. Đầm ánh kim, chị nào chốt đầm ánh kim chốt lên giúp em sale cho 150 ngàn. Em sale đầm này cho 150 ngàn, 77 kg đến 85 kg. Chế nào không chốt con đầm này uổng lắm luôn á. Không chốt con đầm này là quá uổng.
Em lên cho mấy chị một con áo len dệt kim 108 nè mấy chị, 108 mẫu này nha. Giá nào 60 đến 75 kg chốt con áo sọc 108. 60 đến 75 kg 108 nha mấy chị nha. Vậy thôi em dừng lại tại đây nha mấy chị, mai like tiếp. Mai like tiếp cho mấy đứa nhỏ nó làm bill. Nữa không? Đi cái đầm đắp chiếu nữa nè bê. Đầm đắp chiếu nè. Chị Quý Đào, chị Kim Phượng ơi, chị lấy đầm này thì 250 đi chị Kim Phượng. Hút móc hết đưa cho thằng Ti nó dắt lên kêu phân bao đầm rêu luôn. Đưa cho chị Út vào, đưa cho Út vào bộ rêu XL, đưa cho chị bộ rêu XL về chụp hình. Con này size 60 đến 72 kg đẹp không chị? Là con này chị Kim Phượng vừa nè, hả? Dạ tối nay em sẽ đi view hết nha. Này cổ đắp chéo khóc không Ti ơi. Cổ đắp chéo khóc ở bao nhà sau. Rồi đẩy ha. Tiếp đi chị em. Em mà lại tiếp nữa chút nữa em không chụp hình em đăng bài được á. Em nằm luôn là mai em nghỉ em không đi lấy đầm được á mấy chị. Mà mùa này phải đi lấy đầm nha chị, đừng có đợi em ráng. Em ráng cái là em thấy mẹ em luôn á mấy chị. Ê mấy chị ơi em có một con đầm này nè mấy chị. Nói thiệt sự luôn á, 250 mà hàng Việt Nam xuất khẩu này nãy quên đưa chị Minh coi nhá. 60 đến 70 kg nè mấy chị. 60 đến 67 kg mà đẹp không mấy chị? Trời ơi đẹp xuất sắc luôn á. Có một con à. Có một con à, ra lấy cái chổi cho Út qua chút làm đi. Nha mấy chị nha, mai mình gặp nhau nha mấy chị. Nha, được không mấy chị nha. Nha. Nha mấy chị ơi. Có ở đâu mà mai hỏi cái ngó, lấy cái chổi luôn. Rồi nhám chân quá trời, rồi xòn hàng hết chứ vậy. Rồi chào mấy chị đi nha. Chào mấy chị nha mấy chị ơi. Ở buổi sáng em like từ 11 giờ tới 3 giờ chiều là có like hết mấy chị nhớ vô coi. Để vô đi tiếp rồi mấy cái kia vô ba. Buổi sáng tụi em lên từ 11 giờ tới 3 giờ chiều, buổi tối lúc nào cũng 8:30 nha mấy chị. Mấy chị đón xem nha, em tắt nha. Ủa hồi chưa ai lấy cái này mà kêu còn